Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 194. Lam Y Nhân ngược lại lo lắng cho tình huống của Hạ Thiên, vừa rồi hình như chồng hao tổn có chút nhiều, hắn không có chuyện gì chứ. Ta quả thật có chút không yên lòng. Triệu Vũ Cơ gật đầu, quay sang nói với Dương San, San San, ngươi tương đối quen thuộc với Thanh Phong Sơn, bây giờ ngươi trở về một chuyến, xem tình huống của Hạ Thiên và nữ nhân kia như thế nào. Nếu bọn họ cần hỗ trợ, có ngươi ở bên cạnh cũng dễ dàng hơn. Dương San gật đầu nói, được, bây giờ ta trở về ngay. Vậy, ngươi xử lý như thế nào đây? Nhiếp Tiểu Lý có chút kỳ quái hỏi. Triệu Vũ Cơ nghi hoặc hỏi, là ai? Lý Ngư tỷ tỷ nói chính là ông ta. Bạch Tiêm Tiêm chỉ vào Từ Côn Luân đang nằm dưới đáy hồ nước, ông ấy là cha của Cửu tỷ tỷ. Lúc này, Tô Vô Song bổ sung thêm một câu. Vừa rồi ông ta đến, hình như có chuyện gì đó quan trọng cần nói. Triệu Vũ Cơ suy nghĩ một chút rồi nói, nếu là cha của A Cửu, Hạ Thiên chắc chắn sẽ không xuống tay nặng với ông ấy. Lát nữa, ông ấy sẽ tự khôi phục thôi, không cần đặc biệt chú ý. Tào Cát Lợi cũng có suy nghĩ này, bị con rể của mình châm một châm đã đủ khuất nhục rồi. Nếu về sau lại được một đám nữ nhân giải cứu, mặt mũi của ông xem như hoàn toàn vứt sạch. Chỉ bằng để ông ta từ từ giải khai. Đúng rồi, tiên tử kia. Triệu Vũ Cơ quay sang nhìn cung chủ Thiên Cung, có chút muốn nói rồi lại thôi. Cung chủ Thiên Cung thở dài, sau đó nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng nơi này không phải là nơi dùng để nói chuyện. Chúng ta ra ngoài trước, đến Vân Đỉnh Thành của ta nghỉ ngơi điều dưỡng. Cũng được. Triệu Vũ Cơ gật đầu, còn phải chờ tin tức của Dạ Ngọc Mị nữa. Tô Bối Bối có chút lo lắng nói, hy vọng người bên ngoài đều bình yên vô sự. Võ La Thần Quân hiển nhiên không phải đơn thương độc mã đến, hơn phân nửa sẽ mang theo trợ lực. Cho nên, dựa theo kế hoạch, Dạ Ngọc Mị trông coi tiểu tiên giới, Y Tiểu Âm còn có Triệu Thanh Thanh liên lạc thế lực khắp nơi hóa giải nguy cơ này, cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào nữa. Hiện tại, tình huống bên ngoài cũng không rõ lắm, mạo muội ra ngoài ngược lại không tốt. Thế là các nàng lập tức rời khỏi bí cảnh Thiên Cung đã bị tàn phá không chịu nổi đến Vân Đỉnh Thành. Nơi này là địa bàn của cung chủ Thiên Cung, xem như an toàn. Cung chủ Thiên Cung vừa về đến thành, lập tức gọi thuộc hạ đến, yêu cầu bọn họ ra ngoài tìm hiểu tin tức, đồng thời cũng bảo bọn họ giải tin tức. Tất cả mọi người nghỉ ngơi cả nửa ngày, cơ thể cũng đã khôi phục lại gần như ban đầu. Cung chủ Thiên Cung mời các nàng đến phòng khách, pha trà, dặn dò một số chuyện, thuận tiện giao lưu một phen. Các vị, cảm giác như thế nào? Cung chủ Thiên Cung mỉm cười nói, Vân Đỉnh Thành của ta cũng không tệ chứ. Triệu Vũ Cơ thản nhiên nói, chúng ta đều có giao tình sinh tử với nhau. Mấy lời nói nhảm thì miễn vậy, ngươi đi thẳng vào vấn đề chính đi. Lời này nói thì nói vậy nhưng thật ra chính là đang nói, bây giờ chúng ta đều biết ngươi chính là nữ nhân của Hạ Thiên, cũng không cần thiết phải khách sáo như thế. Về phần tại sao biết, hiển nhiên là câu nói vợ Thiên Cung của Hạ Thiên. Hạ Thiên xưa nay không gọi bậy, chỉ người nào hắn xác định là nữ nhân của mình mới sử dụng xưng hô đặc biệt đó. Cũng được, cung chủ Thiên Cung cũng cảm thấy xấu hổ, chủ yếu là do thân phận thay đổi quá nhanh, nhất thời không biết dùng thái độ gì để đối mặt với mọi người. Liên quan đến chuyện bên ngoài, tin tức của nhóm người Dạ Ngọc Mị, còn có. Cung chủ Thiên Cung rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, mặt không thay đổi nói, các ngươi muốn biết tin tức gì trước. Trước nói an nguy của những người khác đi, Tô Bối Bối lên tiếng. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu nói, đúng, Cửu tỷ tỷ, còn có Y Y tỷ, rốt cuộc bọn họ như thế nào rồi. Các nàng đều bình yên vô sự, cũng giống như chúng ta, cần điều tức một khoảng thời gian. Cung chủ Thiên Cung cũng không vòng vèo, nói thẳng, Võ La Thần Quân ngoại trừ bản thân hắn ta, còn có một số môn đồ hắn ta mang đến. Mặc dù tu vi không cao, nhưng lực phá hoại không nhỏ. Y Tiểu Âm, A Cửu, Triệu Thanh Thanh, còn có Isabella liên hợp lại cũng đã thanh trừ sạch sẽ những người này. Thế Ngọc Mị đâu? Triệu Vũ Cơ hỏi tiếp. Cung chủ Thiên Cung lắc đầu nói, điều này ta cũng không biết rõ nữa. Ta chỉ biết Võ La Thần Quân đến tiểu tiên giới trước, sau đó đánh nổ thiên ngoại thiên. Dạ Ngọc Mị được người khác cứu đi. Về phần là ai, ở đâu, tạm thời ta không biết rõ lắm. Với bản lãnh của Dạ tỷ tỷ, sẽ không có chuyện gì đâu.
Thạch Thuần nói. Triệu Vũ Cơ cũng có lòng tin 10 phần với Dạ Ngọc Mị, điều này cũng đúng. Tiếp theo, cung chủ Thiên Cung lại nói thêm một số chuyện khác, liên quan đến tình huống quốc tế, phản ứng của giới tu tiên trái đất, thậm chí còn nhắc đến những tổ chức sùng bái Hạ Thiên đã hợp thành Nghịch Thiên Hội. Được rồi, đừng né tránh sang đề tài khác nữa. Triệu Vũ Cơ xem như nhìn thấu tâm tư của cung chủ Thiên Cung, hỏi thẳng, chúng ta muốn biết ngươi, Hạ Thiên, còn có Phù Diêu tiên tử đã xảy ra chuyện gì trong tiên quan? Cung chủ Thiên Cung nghe xong, cơ thể lập tức cứng đờ, gương mặt xinh đẹp một lần nữa đỏ ửng. Nàng cầm tách trà lên, mục đích muốn che giấu. Triệu Vũ Cơ nói, các người đã làm chuyện đó với Hạ Thiên. Phốc, mặt cung chủ Thiên Cung lập tức đen lại, phun hết ngụm trà vừa uống trong miệng ra. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cung chủ Thiên Cung lại cẩn thận nhấp một ngụm trà nóng, làm ra vẻ không hiểu. Ngươi giả bộ thì cứ giả bộ đi, bây giờ phủ nhận cũng vô ích. Tô Bối Bối nhìn chằm chằm cung chủ Thiên Cung, sau đó nói, Võ La Thần Quân cũng đã nói, trên người Hạ Thiên có 6-7 thành tu vi của Phù Diêu tiên tử, tại sao tu vi của Phù Diêu tiên tử lại ở trên người Hạ Thiên, điều này không cần nói cũng biết. Thật ra, chuyện này cũng đã nói rõ. Thạch Thuần cười hì hì, có chút nhiều chuyện, cơ thể hoàn bích chi thân của Phù Diêu tiên tử cho ai, thì tu vi cũng sẽ cho người đó. Lam Y Nhân cười nói, người có giải thích nào hợp lý hơn không? Tại sao ta lại phải giải thích? Cung chủ Thiên Cung nhếch miệng, điều này chẳng liên quan gì đến ta, là bọn họ phát sinh quan hệ đó. Hiện tại, Hạ Thiên dẫn nàng đến Thanh Phong Sơn, các người muốn biết chuyện gì, chỉ bằng đến đó hỏi Hạ Thiên. Được. Ánh mắt Triệu Vũ Cơ vẫn nhìn chằm chằm cung chủ Thiên Cung, không đúng, người nhất định cũng đã tham gia vào. Người đừng ăn nói lung tung, nếu không, ta tố cáo người tội phỉ báng đấy. Gương mặt xinh đẹp của cung chủ Thiên Cung đỏ ửng, tức giận phủi sạch, ta không thể phát sinh cái gì với Hạ Thiên được. Trước kia không, về sau cũng sẽ không. Tô Bối Bối mỉm cười, nếu vừa rồi chỉ là hoài nghi, bây giờ ta có thể xác định. Đúng, nếu không liên quan đến ngươi. Ngươi đỏ mặt làm gì? Triệu Vũ Cơ trêu chọc, huống chi, trước đó ngươi cũng không phải như vậy. Khi đó ngươi cũng không ngại làm nữ nhân Hạ Thiên, người khác có trêu ngươi như thế nào, ngươi cũng không quan trọng. Thạch Thuần gật đầu, cười nói, bây giờ ngươi phản ứng mạnh đến như vậy, hiển nhiên là có tật giật mình. Hơn nữa, vừa rồi khi ngươi vừa bước ra khỏi tiên quan, ngươi cũng rất suy yếu. Ánh mắt đẹp của Tô Vô Song ngưng tụ lại, thản nhiên nói, ngươi đừng nói ngươi chỉ quan chiến bên trong tiên quan đã trở nên toàn thân bất lực nhé. Không cần nghĩ, nhất định là cũng bị ép khô tu vi chứ sao. Tô Bối Bối thuận miệng nói. Lông mày cung chủ Thiên Cung nhướng lên, có chút bó tay, vì sao các ngươi lại cứ nắm chặt lấy cái đề tài này vậy? Ta và Hạ Thiên có phát sinh quan hệ hay không, điều này rất quan trọng sao? Có ảnh hưởng nghiêm trọng đến các ngươi à? Không quan trọng, chỉ là ăn dưa mà thôi. Tô Bối Bối làm ra vẻ như đang xem kịch, nhìn lúc trước ngươi lạnh lùng bao nhiêu, ngạo khí bao nhiêu, bây giờ lại thẹn thùng như tiểu thức phụ, nhìn rất buồn cười bấy nhiêu. Cung chủ Thiên Cung lườm Tô Bối Bối, đúng là không biết nói lý. Ngươi cứ việc nói thẳng, có hay là không? Triệu Vũ Cơ cũng cười nói, nếu như có, hoan nghênh ngươi gia nhập hội người nhà tương thân tương ái. Nếu không có, thế thì hoan nghênh ngươi về sau gia nhập. Được rồi. Các ngươi không cần đoán bậy nữa. Cung chủ Thiên Cung thở dài, cũng không liều chết, trực tiếp thừa nhận, không sai, bên trong tiên quan, ta và Hạ Thiên có, nhưng các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Lúc đó chỉ là tình thế bức bách mà thôi. Triệu Vũ Cơ giơ tay lên, lý do gì cũng không quan trọng, nếu là người mình, cũng không cần lo lắng. Nơi này đều là người một nhà mà. Không, ta nhất định phải nói rõ. Sắc mặt ửng đỏ của cung chủ Thiên Cung dần dần mất đi, lý trí một lần nữa chiếm lĩnh đại não. Nàng nói, lúc đó, bên trong tiên quan, Hạ Thiên và Phù Diêu tiên tử nằm trên giường, nhưng trên giường có kết giới và linh áp, Hạ Thiên hành động vô cùng chậm chạp và khó khăn. Phù Diêu tiên tử bế quan vạn năm, ý thức của nàng đã sớm tiến vào cảnh giới yên lặng. Hắn muốn dùng ngân châm thức tỉnh Phù Diêu tiên tử, nhưng trải qua mấy lần thử cũng vẫn không thành công. Ngược lại không cẩn thận đâm thủng đan điền khí hải của Phù Diêu tiên tử, khiến tu vi của nàng ấy không thể ức chế tản ra ngoài. Nếu không nhanh chóng ngăn cản, Phù Diêu tiên tử rất nhanh sẽ vì linh khí hao tổn mà chết.
Hơn nữa, nếu không thức tỉnh Phù Diêu tiên tử, chúng ta hơn phân nửa sẽ rất khó mà chiến thắng Võ La thần quân. Đến lúc đó, tất cả đều phải chết. Cho nên, trải qua sự thương lượng giữa ta, Hạ Thiên và Tàn Niệm của Phù Diêu tiên tử, đạt thành ý kiến nhất trí, chính là để Hạ Thiên và Phù Diêu tiên tử song tu với nhau. Tô Bối Bối lập tức có một suy đoán không quá tốt, nhưng Phù Diêu tiên tử không động đậy được. Chẳng lẽ, không thể nào? Bối Bối tỷ, người cũng quá bẩn thỉu rồi. Thạch Thuần lập tức cau mày, khinh thường nhìn Tô Bối Bối, mặc dù anh rể háo sắc nhưng cũng không hạ lưu. Cung chủ Thiên Cung đã nói ra, dứt khoát không che giấu nữa, các ngươi cũng không cần suy đoán lung tung. Ta vốn là khí linh của Phù Diêu tiên tử biến thành. Dựa theo thuyết pháp của nhân loại các người, đó chính là linh thức thành tinh. Cho nên, ta không có cái gọi là nhục thân giống các ngươi, bản thể chính là linh khí. Cho nên ta đã tạm thời nhập vào cơ thể Phù Diêu tiên tử. Thế không phải nói các người là, Thạch Thuần còn chưa nói xong, miệng đã bị Ninh Nhụy Nhụy bịt lại, câm miệng. Chúng ta hiểu rồi, vất vả cho ngươi. Triệu Vũ Cơ khoát tay, ngăn cản Cung chủ Thiên Cung nói thêm câu nào, nhưng Cung chủ Thiên Cung vẫn nói tiếp, việc này, ta cũng không hối hận. Ta biết Phù Diêu tiên tử cũng không hối hận, bởi vì, câu nói đầu tiên sau khi nàng tỉnh lại chính là cảm ơn ta và Hạ Thiên. Nàng tịch mịch một vạn năm, cũng đã sớm muốn tỉnh lại. Nhưng sau khi ý thức tiến vào trầm tịch chi cảnh, dựa vào chính mình thì không cách nào tỉnh lại. Bất kể nói như thế nào, nguy cơ đã qua. Triệu Vũ Cơ thản nhiên nói, tất cả nỗ lực đều xứng đáng. Về sau, chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn, sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa. Lần này, tất cả mọi người đều cảm nhận được nguy hiểm. Uy hiếp từ Liên Minh Tu Tiên không còn là một danh từ được nhắc đến mà là một lời cảnh cáo. Bởi vì đã có cảm nhận chân thực, tất cả mọi người đều có một suy nghĩ, đó chính là phải tranh thủ tu luyện, gia tăng thực lực của mình. Nếu không, khi nguy cơ kế tiếp đến, các nàng sẽ rơi vào hiểm cảnh. Sai lầm tương tự tuyệt đối không nên tái phạm. Lần này, Cung chủ Thiên Cung bỗng nói đến một chuyện mà nàng vốn không muốn làm chút nào, trải qua chuyện lần này, ta cảm thấy ta nên lấy cho mình một cái tên. Sao? Nhiếp Tiểu Lý khó hiểu hỏi, người nói vậy là có ý gì? Bạch Tiêm Tiêm cũng hỏi, chuyện này lần có liên quan gì đến tên chứ? Ninh Nhụy Nhụy ngược lại có chút kỳ quái, chẳng lẽ ngươi không có tên sao? Không có. Cung chủ Thiên Cung thản nhiên nói, trước kia ta cảm thấy không cần thiết, cho nên cũng lười cân nhắc suy nghĩ này. Bây giờ, ta lại không thể không có. Nếu không, sẽ rất không tiện. Tô Mộng Lệ không phải của tên của ngươi sao? Thạch Thuần không khỏi có chút nghi hoặc. Cung chủ Thiên Cung đáp, đây chẳng qua là cái tên ta tùy tiện lấy khi dùng phân thân hành tẩu giang hồ trước kia. Bây giờ, Tô Mộng Lệ đã tách ra, ta đương nhiên không đoạt tên của nàng ấy. Vậy ngươi lấy một cái tên không được sao? Ninh Nhụy Nhụy suy nghĩ một chút rồi nói, hay là ngươi đang trưng cầu ý kiến của chúng ta? Tô Bối Bối cười nói, lấy tên còn không đơn giản à, nhất là họ Tô lại hay như vậy. Dùng tên gì cũng cảm thấy êm tai, giống như Tô Bối Bối ta đấy. Chỉ bằng gọi ngươi là Tô Bảo Bảo đi. Khó nghe muốn chết, Cung chủ Thiên Cung ghét bỏ, lạnh lùng nói, còn nữa, ta có bối phận lớn hơn các ngươi, sao có thể dùng cái chữ Bảo Bảo đó được chứ? Bảo Bảo nhất định không được rồi. Lam Y Nhân cười nói, đừng quên, còn có bé ngoan đấy. Tô Bối Bối nhăn mũi, bé ngoan hình như không chỉ có một. Bối phận lớn hơn bao nhiêu, người cũng là nữ nhân của chồng, là chị em với chúng ta. Lam Y Nhân có chút bất mãn nói, chúng ta xưa nay không để ý đến tuổi tác, bối phận, đều là chị em ngang nhau cả. Ninh Nhụy Nhụy suy nghĩ một chút, sau đó nói, họ Tô, lót chữ Mộng, chỉ bằng gọi là Tô Mộng Hoa đi. Mỹ mạo như hoa, tuổi tác có lớn hơn cũng vẫn như vậy. Nhụy Nhụy tỷ, cái tên này của tỷ không được đâu. Thạch Thuần lắc đầu. Như hoa cái gì chứ, đó là cách gọi khác của xử nữ. Ta thấy lần này mọi người chính là người hiền tất có thiên tướng, về sau cũng sẽ cắt tường như ý, chỉ bằng gọi Tô Mộng cắt đi. Bốp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tô Bối Bối gõ một cái vào ót Thạch Thuần, con gái nhà có giáo dục không cho phép được nói thô tục, không cho phép được quấy rối. Gọi là Tô Mông Xương đi. Bạch Tiêm Tiêm nhẹ giọng nói, ta thấy kiếp lực của Thiên Cung tỷ tỷ hình như có cảm giác xương khí. Hơn nữa Phù Diêu tiên tử là tuyết,
cùng xương hẳn cũng có nguồn gốc. Tô Bối Bối phản bác, xương và tuyết không cùng một loại mà. Bạch Tiêm Tiêm le lưỡi, thế thì ta không nói nữa. Nhiếp Tiểu Lý nói, nàng ấy không phải cung chủ Thiên Cung sao? Gọi là Tô Mộng Thiên đi. Tục quá, Triệu Vũ Cơ lắc đầu, cau mày suy nghĩ, sau đó trịnh trọng nói, hay gọi là Tô Mộng Hà, thế nào? Mãn Thuyền Thanh Mộng ép tinh hà, ý cảnh thật đẹp. Thạch Thuần chen vào, vậy tại sao không gọi là Tô Mộng Thanh? Hoặc Tô Mộng Tinh? Ai nói các ngươi ta họ Tô? Cung chủ Thiên Cung nghe một hồi có chút đau đầu, bất mãn nói ta cũng không phải lót chữ mộng. Không đúng, ta hoàn toàn không phải trưng cầu ý kiến các ngươi. Ta đã nghĩ ra được một cái tên, chỉ là muốn thông báo cho mọi người biết mà thôi. Vậy ngươi định lấy tên gì? Triệu Vũ Cơ mỉm cười, quay sang nhìn cung chủ Thiên Cung, ngươi lấy tên rất đúng, như vậy cũng thuận tiện cho chúng ta xưng hô, cũng không thể cứ bắt chúng ta gọi ngươi là cung chủ Thiên Cung mãi. Quá lạ lắm. Cũng quá dài. Tô Bối Bối thản nhiên nói, họ Tô có cái gì không tốt? Điều này không có liên quan đến hay hay không? Nhiếp Tiểu Lý nói, chỉ bằng họ Hạ đi, hoặc họ Nhiếp cũng được. Thôi đừng chém gió nữa. Cung chủ Thiên Cung nói, nếu ta đã là cung chủ Thiên Cung, vậy ta tất nhiên sẽ lấy Thiên làm họ, về sau ta tên là Thiên Cung. Thiên Cung. Mọi người cùng nhau trầm ngâm, sau đó đồng thời lắc đầu, rất khó nghe. Còn không hay bằng Tô Mộng Lệ. Cung chủ Thiên Cung nhìn các nàng một chút, lạnh lùng nói, ta không phải trưng cầu ý kiến của mọi người mà là thông báo cho mọi người. Chúng nữ, dừng lại. Cùng lúc đó, chỗ sâu Thái Bình Dương, trên đảo Cuồng Hoan. Một bóng người lướt lên con sóng vạn trượng, vượt biển mà đến, là nơi này sao? Thanh Phong Sơn. Buổi tối, dáng đỏ phủ kín chân trời. Nơi này vẫn giống như trước. Không có gì thay đổi. Dưới đại trận hộ sơn, bất luận hoa cỏ cây cối hay chân cầm dị thú đều sống rất tốt. Càng thần kỳ hơn chính là, nơi này bốn mùa đều là cảnh quan tươi đẹp. Hạ Thiên ôm Phù Diêu tiên tử vẫn còn chút ý thức vào trong căn nhà gỗ nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên giường. Vợ Phù Diêu, nàng có nghe được không? Hạ Thiên nhẹ nhàng hô một tiếng. Phù Diêu tiên tử vẫn nhắm chặt hai mắt, không có phản ứng gì đặc biệt. Hạ Thiên kiểm tra lại cơ thể của Phù Diêu tiên tử một chút, lẩm bẩm, cơ thể hẳn đã khôi phục sinh cơ, ý thức cũng đã phục hồi. Bây giờ, có thể là do linh khí bị suy giảm đột ngột dẫn đến không có phản ứng. Điều này cũng giống như người bị mất máu quá nhiều, dẫn đến bị sốc, thậm chí tử vong. Ta chưa từng gặp qua căn bệnh này bao giờ. Hạ Thiên cau mày, rơi vào trầm tư, lần trước, hình như ta đã nghe thần tiên tỷ tỷ đề cập qua, bất kể thế nào. Trước truyền linh khí cho nàng, nhất định không sai. Nói là làm, hắn lập tức lấy ra ngân châm, cũng không trực tiếp rót linh khí vào trong đan điền khí hải, mà chậm rãi đâm vào huyệt trung sung giữa ngón tay phải. Băng hỏa linh khí chậm rãi rót vào, lông mày Phù Diêu tiên tử hơi nhăn lại, nhưng rất nhanh đã giãn ra, nhưng vẫn không tỉnh lại. Hiện tại, cơ thể Phù Diêu tiên tử rốt cuộc là tình huống như thế nào, hắn còn chưa biết rõ cho lắm. Cho nên phương pháp trị liệu không dám quá cấp tiến. Thật kỳ lạ, chỗ đó có vấn đề. Hạ Thiên khống chế linh khí đưa vào, vẫn luôn bình ổn, nhưng vẫn không hề có hiệu quả rõ ràng, không khỏi có chút gấp lên, nếu có vợ thần tiên tỷ tỷ ở đây thì tốt rồi, có thể tìm nàng hỏi một chút. Hiện tại, Nguyệt Thanh Nhã đang ở Tiên Vân Đại Lục, hiển nhiên nước xa không thể cứu được lửa gần. Lúc này, Hạ Thiên đột nhiên nhớ đến một người, đó chính là Y Tiểu Âm. Hắn lập tức gọi điện thoại cho nàng. Một lát sau, điện thoại liền thông, trong điện thoại vang lên giọng nói của Y Tiểu Âm, chuyện gì thế? Hạ Thiên nghe được giọng nói này, lập tức thoải mái hơn nhiều, vợ Y, ta nhớ nàng lắm, nàng có nhớ ta không? Y Tiểu Âm thản nhiên lên tiếng, sau đó hỏi, nói thẳng đi, chàng tìm ta có việc gì? Chỉ là nhớ nàng thôi. Hạ Thiên đáp, nàng ở đâu vậy, để ta đến tìm nàng. Chuyện bên kia của chàng đã được giải quyết rồi à? Y Tiểu Âm khó hiểu, thuận miệng hỏi, thần quân đã bị các người. Hắc hắc, vợ Y, nàng đã đánh giá thấp nam nhân của mình rồi. Hạ Thiên Vân đạm phong khinh nói, võ la thần quân đã bị ta xử lý. Bây giờ tất cả mọi người đều không sao. Chết rồi. Y Tiểu Âm sửng sốt, giọng điệu cũng trở nên cao vút,
Võ La Thần Quân là tu tiên giả độ kiếp kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn đến từ liên minh tu tiên. Ta chẳng quan tâm hắn ta đến từ đâu, độ kiếp kỳ cũng chẳng có gì đặc biệt. Hạ Thiên hờ hững nói, vợ y, ta cũng là độ kiếp kỳ, rất nhiều người vợ của ta cũng là độ kiếp kỳ. Xử lý một thần quân nho nhỏ như hắn ta không phải rất bình thường sao? Y Tiểu Âm cũng không nói thêm câu nào, chỉ nhắc nhở tuyệt đối không nên chủ quan, nguy cơ vẫn còn chưa được giải trừ. Có gì mà nguy hiểm chứ? Hạ Thiên khinh thường nói. Liên quan đến liên minh tu tiên, trước kia Hạ Thiên đã cảm thấy chẳng có gì phải sợ, nhưng nhóm người Nguyệt Thanh Nhã lại rất coi trọng, thậm chí còn có chút e ngại. Hơn nữa, cũng không biết vì sao, nhóm người Nguyệt Thanh Nhã nhất trí nhận định, nếu Hạ Thiên không luyện thành nghịch thiên bát châm, như vậy mọi người sẽ không cách nào chống lại liên minh tu tiên. Hạ Thiên đương nhiên rất nghe lời vợ của mình, nhưng sau khi trải qua trận chiến với Võ La Thần Quân, hắn cảm giác người của liên minh tu tiên có lẽ không đáng sợ như trong tưởng tượng. Tuy nhiên, suy đoán là một chuyện, sự thật rốt cuộc như thế nào lại là chuyện khác. Liên minh tu tiên có không ít độ kiếp kỳ, thậm chí còn có đại năng cảnh giới chuẩn tiên. Nếu bọn họ chạy đến, cho dù thắng, trái đất cũng sẽ bị tàn phá không chịu nổi. Y Tiểu Âm cũng không khuyên nhủ Hạ Thiên, chỉ điểm ra một vài hậu quả, lần này là do vận khí tốt, không có thương vong, nhưng chàng có thể đảm bảo lần sau sẽ không có chứ. Hạ Thiên nhếch miệng, được rồi, vợ y, chúng ta không nói cái này nữa. Bây giờ ta cần nàng hỗ trợ, nàng đến Thanh Phong Sơn một chuyến đi. Chàng chờ một chút đi, Y Tiểu Âm cũng không từ chối, để ta chạy qua đó, chắc cũng cần khoảng nửa ngày. Hạ Thiên nói, vợ y, nàng nói thẳng nàng đang ở đâu đi, để ta chạy đến đó đón nàng, như vậy cũng không cần đến nửa ngày. Cũng được, Y Tiểu Âm cũng không từ chối, lập tức nói, để ta gửi tọa độ cho chàng. Một lát sau, điện thoại của Hạ Thiên nhận được một tọa độ, còn có bản đồ vẽ tay đơn giản. Trên bản đồ, dùng một đường thẳng nối liền vị trí của Thanh Phong Sơn và Y Tiểu Âm. Cách làm này hiển nhiên là để phòng ngừa Hạ Thiên là dân mù đường. Về phần đường thẳng này thông đến đâu, đối với Hạ Thiên mà nói hoàn toàn không phải vấn đề. Thật kỳ lạ, vợ y, nàng đến đó làm gì nhỉ? Hạ Thiên biết chỗ đó nhưng cũng không hứng thú với chỗ đó chút nào. Sau khi nhớ kỹ bản đồ, Hạ Thiên cất điện thoại, quay sang nhìn Phù Diêu tiên tử trên giường. Tuy nói Thanh Phong Sơn vô cùng an toàn, nhưng trạng thái của nàng bây giờ có chút nguy hiểm. Nếu không có ai canh chừng, hắn thật sự không yên lòng. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Tiếp theo, một âm thanh quen thuộc vang lên, chồng, chàng ở bên trong à? Là vợ Tiểu Tiểu Dương sao? Tại sao nàng lại đến đây? Hạ Thiên mở cánh cửa nhà gỗ, cao hứng hỏi. Là Vũ Cơ tỷ tỷ không yên tâm chàng, cho nên tỷ ấy bảo ta đến giúp đỡ. Dương San liếc nhìn Phù Diêu tiên tử trên giường, làm sao? Ta đến không phải lúc à? Hạ Thiên mỉm cười, tiến lên ôm lấy eo Dương San, hôn một cái thật sâu, nàng đến rất đúng lúc, ta đang cần nàng giúp đỡ. Dương San nói, chàng nói đi, chàng cần ta làm gì? Bây giờ nàng ấy còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, nhưng muốn trị tốt cho nàng ấy, ta cần vợ y hỗ trợ. Hạ Thiên thuận miệng giải thích với Dương San, bây giờ ta phải đi đón vợ y, nhưng lại không yên tâm để nàng ấy ở đây một mình. Vợ Tiểu Tiểu Dương, nàng ở đây canh chừng một chút nhé, đừng cho bất cứ kẻ nào quấy rầy là được. Không thành vấn đề. Dương San gật đầu, nhưng lại có chút do dự, nhưng nếu chẳng may nửa đường nàng ấy bỗng nhiên có triệu chứng gì thì phải làm sao? Hạ Thiên nói, nàng ấy bị tiêu hao linh khí quá độ, thần thức hơi lơ lửng không cố định, cơ thể cực kỳ suy yếu. Chỉ cần không gián đoạn rót linh khí vào sẽ không có triệu chứng gì khác. Dương San cái hiểu cái không, chàng có cần ta hỗ trợ rót linh khí vào cho nàng ấy hay không? Tạm thời không cần, Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, ngoại trừ ta, ai cũng không biết cách rót linh khí. Chỉ cần sơ ý một chút, nàng có khả năng sẽ bị phản phệ. Hạ Thiên đâm cho Phù Diêu tiên tử mấy châm, chậm rãi nói, mấy châm này có thể chèo chống được một lát. Nếu quả thật có điều gì xảy ra ngoài ý muốn. Lời còn chưa nói hết. Cả người Hạ Thiên đã không thấy tăm hơi đâu. Chồng, Dương San sửng sốt, không khỏi nghi ngờ hỏi, tại sao còn chưa nói xong đã bỏ đi rồi. Chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, Hạ Thiên đã một lần nữa quay lại,
còn mang theo một đạo đồng áo trắng và một thiếu nữ áo trắng. Bọn họ là ai? Dương San hỏi. Hạ Thiên chỉ vào thiếu nữ mặc áo trắng, giới thiệu, đây là hóa thân của Linh Mạch Thiên Sơn, nợ ta một món ân tình, vừa vặn hôm nay để nàng ấy trả. Ta tên Luyện Tố Tố, thiếu nữ áo trắng chắp tay với Dương San, xin chào hạ phu nhân. Dương San sửng sốt, nhất thời không biết có nên tiếp nhận cách xưng hô hạ phu nhân hay không. Người có thể đảm nhận xưng hô hạ phu nhân có quá nhiều. Hạ Thiên không thèm để ý đến chuyện nhỏ nhặt này, lập tức giới thiệu đạo đồng áo trắng, đây là. Nói được một nửa, hắn quay sang hỏi đạo đồng áo trắng, lúc đó chúng ta định quan hệ là gì nhỉ? Tự ngươi nói đi. Đạo đồng áo trắng cười khổ, tại hạ Hạ Sơn Linh, xin chào chủ mẫu. Ta là do Linh Mạch Trung Nam Sơn biến thành, trước mắt được xem là môn đồ của Hạ Tiên Sinh. Được rồi, môn đồ thì môn đồ. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Trước kia hình như không phải môn đồ, nhưng bây giờ hắn lười so đo sự khác nhau trong đó. Dương San nói với Hạ Thiên, chồng, chàng gọi bọn họ đến là để làm gì? Đúng vậy, Hạ Thiên, người tìm tỷ tỷ ta đến làm gì thế? Ban đầu, Luyện Tố Tố có chút bất mãn, ta còn phải chỉnh đốn phái Thiên Sơn nữa. Nếu ngươi chỉ muốn tiêu khiển ta, ngươi đừng trách ta trở mặt nhé. Hạ Linh Sơn ngược lại nhu thuận hơn, tiểu đạo tuân theo sự phân phó của sư tôn. Cũng không có việc gì lớn cả. Hạ Thiên nói một cách ngắn gọn, hai người các ngươi phòng hộ đại trận hộ Sơn Thanh Phong Sơn dùm. Một là đừng để cho bất cứ người nào tiến lên đỉnh núi. Hai là liên tục rót linh khí cho Phù Diêu tiên tử trong phòng. Dương San nói, bọn họ có thể khống chế được phân tức sao? Hạ Thiên đáp, yên tâm đi, ta vừa châm thêm mấy châm. Mặc kệ bọn họ rót bao nhiêu linh khí đều phải trải qua ngân châm điều chỉnh. Chỉ chút chuyện nhỏ này thôi sao? Luyện Tố Tố liếc mắt, vẫn cảm thấy Hạ Thiên đang tiêu khiển nàng. Tuy nhiên, điều này cũng không quan trọng, dù sao cũng xem như trả lại nhân tình. Hạ Linh Sơn không nói hai lời, hơi khom người trước mặt Hạ Thiên, sau đó bước ra ngoài đại trận hộ Sơn. Này, ngươi là con của hắn sao? Luyện Tố Tố có chút bất mãn, tiến lên ngăn cản Hạ Linh Sơn, hắn nói cái gì thì là cái đó, cũng không có kè mặc cả. Nếu chẳng may nữ nhân kia là hang không đáy thì sao, hút hết linh khí của ngươi, vậy xem như ngươi thảm rồi. Hạ Linh Sơn chỉ thản nhiên đáp lại một câu, sư tôn có lệnh, vậy thì nhất định phải tuân thủ vô điều kiện. Mệnh của ta vốn là của sư tôn cho. Đúng là cổ hủ, đầu gỗ mục, Luyện Tố Tố chẳng thèm ngó tới Hạ Linh Sơn, nhưng cũng không phản bác, chậm rãi đi theo sau lưng hắn ta. Còn Hạ Thiên, lúc này hắn đã lướt ngang không trung, bay ra biển. Ushuaia, nằm ở cực nam của lục địa Nam Mỹ, được mệnh danh là nơi tận cùng của thế giới. Đây là một thị trấn ven biển rất yên tĩnh với trời xanh biển xanh, cảnh đẹp, nổi tiếng với món nhện cua cực kỳ ngon. Khi Hạ Thiên chạy đến thị trấn nhỏ này, vừa lúc đến bữa sáng. Trên một nhà hàng lộ thiên bên bờ biển, Y Tiểu Âm đang uống cà phê với một đôi nam nữ trẻ tuổi, thưởng thức cảnh biển đằng xa. Thiếu nữ mặc váy Lolita màu hồng phấn cười nói, Y tỷ tỷ, người đi theo chúng ta đi. Chúng ta rất có thành ý, đồng thời cũng rất cần ngươi. Y Tiểu Âm thản nhiên đáp, ta chỉ là một bác sĩ, với lại bạn trai của ta lát nữa sẽ đến đón ta. Bây giờ ta không có thời gian. Y tỷ tỷ, người lại gạt chúng ta rồi. Thiếu nữ Lolita lắc đầu, vẻ mặt thất vọng, ngoại trừ anh họ của ta, ta không tin trên thế giới này còn có người có thể xứng với tỷ. Tỷ nhất định vẫn còn đang độc thân, đúng không? Y Tiểu Âm cũng lười giải thích quá nhiều, chỉ nói, xin lỗi, ta nói chính là sự thật. Y Tiểu Thư, người không chỉ là một nữ sĩ vừa mỹ lệ vừa ưu nhã, lại còn là một học giả có học thức uyên bác, một y sư đầy kinh nghiệm. Nam nhân ngoại quốc tóc vàng, mắt xanh, mũi ưng hoàn toàn không keo kiệt lời ca tụng đối với Y Tiểu Âm, ánh mắt không chút che giấu sự thưởng thức và ái mộ, thật ra. Ta rất muốn đề nghị ngươi đi cùng chúng ta. Thôi đừng chém gió nữa, vợ Y Y sẽ không đi đâu cả. Y Tiểu Âm còn chưa trả lời, một giọng nói lười biếng đã vang lên, cắt ngang lời nói của nam nhân tóc vàng. Nam nhân tóc vàng bất mãn trừng mắt nhìn Hạ Thiên, ánh mắt hiện lên sự khinh thường lẫn căm ghét, ha ha, vị tiên sinh này, ngươi từ đâu xuất hiện thế? Cắt ngang lời người khác là không lịch sự đâu. Ngươi là tên ngốc ở đâu lòi ra thế?
Người đến dĩ nhiên là Hạ Thiên. Hắn há miệng đáp lại một câu, đánh chủ ý lên vợ của ta, ta còn chưa một quyền đánh nổ đầu của ngươi, ngươi nên cảm ơn trời đất rồi. Nam nhân tóc vàng giận tím mặt, vô lễ, ngươi đúng là thô lỗ cực kỳ. Ngươi đâu, mau đuổi hắn đi cho ta. Nghe được tiếng kêu của người này, hai nam nhân mặc áo bào đen cách đó không xa xông đến. Khoan đã. Y Tiểu Âm lập tức đưa tay gọi lại nam nhân tóc vàng, hắn chính là bạn trai của ta, Hạ Thiên. Sao? Vẻ giận dữ trên gương mặt nam nhân tóc vàng trở nên cứng đờ, đổi sang thành ngạc nhiên không cách nào nói rõ, Y Tiểu Thư, vừa rồi ngươi nói cái gì? Hắn chính là bạn trai của ngươi. Thiếu nữ Lolita cũng không cách nào tiếp nhận, yên lặng nhìn Hạ Thiên, hắn nhìn qua cũng chẳng có gì đặc biệt, làm sao xứng với ngươi chứ? Xứng hay không, một đứa bé như ngươi thì có ý kiến làm gì? Hạ Thiên bất mãn chừng thiếu nữ. Đúng là thô lỗ, ta tên Doris, không phải đứa bé. Thiếu nữ Lolita khẽ hừ Hạ Thiên một tiếng, ta chỉ nói một câu không xứng, ngươi làm gì được ta? Nam nhân tóc vàng không thể nào tiếp thu được, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì phong độ. Hắn chậm rãi đứng lên, vươn tay với Hạ Thiên, ta xin tự giới thiệu, ta tên William Rockwell. Người có thể gọi ta là William. Đương nhiên, ta còn có một tên tiếng Trung, là Khả Huy. Người có thể học theo Y Tiểu Thư gọi ta là A Huy. William Rockwell tiên sinh, xin ngươi đừng ăn nói lung tung. Y Tiểu Âm trực tiếp phủ nhận, chúng ta chỉ mới quen biết, còn chưa đến mức là bạn bè. Lạc Khả Huy hơi cau mày một chút, cười khan, đúng là buồn cười. Y Tiểu Thư, chẳng lẽ ta còn chưa đủ tư cách trở thành bạn của ngươi sao? Ngươi xác thực không có. Hạ Thiên chẳng thèm quan tâm. Bây giờ hắn phải quay về cứu người, không rảnh ở đây lãng phí thời gian. Hắn quay sang nói với Y Tiểu Âm, vợ Y, chúng ta về Thanh Phong Sơn thôi. Y Tiểu Âm cũng không muốn tiếp tục ở đây lâu. Nàng lập tức nói với hai anh em nhà kia, thật ngại quá, ta còn có một số việc phải về nước xử lý. Ta xin phép cáo từ. Hạ Thiên lười nhiều lời với hai người kia, ôm lấy eo Y Tiểu Âm. Đằng không bay lên, trong nháy mắt biến mất trước mặt hai người. Anh họ, cảnh giới người kia hẳn rất cao. Thiếu nữ Lolita đưa mắt nhìn theo bóng người Hạ Thiên và Y Tiểu Âm, lẩm bẩm, người muốn theo đuổi Y tỷ tỷ, đoán chừng sẽ rất khó khăn. Hào hứng của nam nhân tóc vàng lại càng đậm, một miếng format nhìn tươi, nhất định sẽ rất ngon, nhưng nếu có người tranh đoạt, mùi vị lại càng ngon hơn. Anh họ, coi chừng lật xe đấy. Thiếu nữ nhếch miệng, vừa rồi ta dùng thánh tâm kiểm tra nam nhân kia một chút, đúng là thâm bất khả chắc. Như vậy lại càng có tính khiêu chiến. Khóe miệng nam nhân tóc vàng nhếch lên, cười to, ta chẳng những muốn cướp nữ nhân của hắn, còn phải đạp lên thi cốt của hắn, hưởng dụng nữ nhân của hắn một phen. Chấm. Hạ Thiên ôm lấy Y Tiểu Âm bay nhanh giữa không trung. Thần thái Y Tiểu Âm rất tự nhiên, gương mặt xinh đẹp không có biểu hiện gì, vẫn luôn yên lặng nhìn phía trước. Mấy giây sau, Hạ Thiên có chút nhịn không được, giả bộ hờ hững nói một câu, vợ Y, hai tên ngốc kia là ai vậy? Y Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên, thản nhiên đáp, ha ha, còn tưởng rằng chàng có thể nhịn không hỏi chứ. Bị nghẹn, nếu nàng không nói, về sau ta tìm cơ hội đánh bọn họ một trận. Hạ Thiên nhếch miệng, Y Tiểu Âm lắc đầu, không cần phải như vậy. Nàng nói, bọn họ thuộc Di Lạc thần tộc, khi ta thanh trừ ma chủng ở Nam Mỹ. Ngẫu nhiên gặp được. Dị Lạc thần tộc, Hạ Thiên nhếch miệng, là thứ gì? Chưa nghe nói qua. Y Tiểu Âm lạnh nhạt giải thích, có rất nhiều dân tộc trên thế giới có truyền thuyết thần thoại của mình. Ta đoán trên trái đất có một thời đại linh khí bạo phát. Khi đó người chính là thần, thần chính là người. Tuy nhiên, về sau, linh khí mỏng manh, những người được gọi là thần dần dần bị chôn vùi trong trường hà thời không. Tuy nhiên, mọi thứ luôn có chuyện ngoài ý muốn. Thần tộc vì bảo hộ truyền thừa, cũng đã nghĩ mọi cách bảo lưu lại hỏa trùng. Đây chính là môn phái tu tiên trong nước của chúng ta. Lộn xộn quá, Hạ Thiên nghe có chút loạn, một đám ngớ ngẩn, không cần để ý đến. Y Tiểu Âm cười nhạt một tiếng, đây cũng chính là bọn họ nói, cứ im lặng lắng nghe thôi. Đó chính là nói bừa, rát vàng lên mặt, Hạ Thiên hạ định nghĩa cho hai người kia. Một lát sau. Hạ Thiên và Y Tiểu Âm đã đến đỉnh Thanh Phong Sơn. Bên ngoài đại trận hộ sơn,
Luyện Tố Tố và Hạ Linh Sơn riêng phần mình ngồi xếp bằng trên một ngọn núi, vừa vận chuyển linh khí vừa canh chừng trận pháp. Hai người kia là ai? Y Tiểu Âm thuận miệng hỏi. Hạ Thiên thản nhiên nói, một người được xem là đồ đệ. Trước kia là Linh Mạch Trung Nam Sơn, một người là Linh Mạch Phái Thiên Sơn. Ta kéo bọn họ đến đây hỗ trợ. Y Tiểu Âm nói, có thể gọi Linh Mạch đến canh chừng, chàng tìm ta nhất định là có phiền phức không nhỏ. Không có việc, chàng sẽ không tìm ta. Vợ y y, nàng nói vậy là không có lương tâm rồi. Hạ Thiên cười nói, lúc không có chuyện gì, ta cũng sẽ tìm nàng mà. Bớt ba hoa ở đây đi. Y Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên, vào đề chính đi, chàng muốn ta làm gì? Hạ Thiên xác thực không nói gì nữa, dẫn Y Tiểu Âm vào nhà gỗ. Trong phòng, Dương San ngồi khoanh chân trên giường, nhìn chằm chằm Phù Diêu tiên tử, thỉnh thoảng lại dùng khăn mặt lau mồ hôi cho nàng. Vợ Tiểu Tiểu Dương, bên này không có việc gì chứ? Hạ Thiên đẩy cửa tiến vào. A, chồng, Y Tiểu Thư, mọi người về rồi à? Dương San quay lại nhìn Hạ Thiên và Y Tiểu Âm, vội vàng đứng lên, tạm thời không có việc gì, nhưng nàng ấy có mở miệng nói mấy câu, ta nghe không hiểu. Ta đã dùng điện thoại để quay lại. Nói xong, nàng liền đưa điện thoại của mình cho Hạ Thiên. Hạ Thiên tiện tay đưa điện thoại cho Y Tiểu Âm, vợ y y, nàng nghe thử xem có đầu mối gì hay không. Chẳng lẽ nàng ấy là Phù Diêu tiên tử? Y Tiểu Âm nhìn chằm chằm nữ nhân trên giường một hồi. Cho dù trước nay nàng không chú trọng dung mạo, nhưng cũng không thể không cảm thán. Nữ nhân kia thật sự đẹp đến mức không cách nào dùng lời nói để hình dung. Đúng, là nàng, Hạ Thiên cười nói. Khó có chút khiêm tốn, bây giờ nàng ấy cũng là nữ nhân của ta. Ta dựa vào linh khí của nàng ấy mới giết chết được Võ La Thần Quân. Y Tiểu Âm mở âm thanh trong điện thoại di động của Dương San, nghe mấy lần, xác thực không có đầu mối gì. Nàng gửi một bản sang điện thoại của mình, sau đó trả điện thoại lại cho Dương San. Vợ Tiểu Tiểu Dương, nàng đi nghỉ trước đi, Hạ Thiên nói với Dương San. Dương San mỉm cười nói, không cần. Ta ở đây chờ mọi người phân việc. Nếu chẳng may mọi người cần ta hỗ trợ, bên cạnh không có ai, vậy thì lỡ chuyện mất. Hiện tại, linh khí của nàng ấy bị hao tổn. Y Tiểu Âm tiến lên kiểm tra đơn giản qua một lần cho Phù Diêu tiên tử, loại bệnh này, ta đã từng đọc qua trong một quyển cổ tạ. Hạ Thiên lập tức khen ngợi, hắc hắc, vợ y y, nàng quả nhiên học thức uyên bác. Y Tiểu Âm quay lại chừng Hạ Thiên một cái, tiểu tử này đúng là thù dai. Câu này hiển nhiên không phải là khen nàng mà là cố ý thuật lại câu của nam nhân tóc vàng kia. Vợ y y, nàng có biện pháp nào tốt hay không? Hạ Thiên hỏi. Chàng thật sự không nghĩ ra cách nào à? Y Tiểu Âm có chút kỳ quái nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên không hiểu, vợ y y, nàng không phải đang nói nhảm chứ? Nếu ta nghĩ ra được cách, ta đã thực hiện chữa trị rồi. Tiếp theo, hắn chợt hiểu ra, nghi hoặc hỏi, vợ y y. Nàng nói là rót linh khí cho nàng ấy. Ta đích thật đã làm rồi, nhưng tinh thần của nàng yếu ớt, nếu cưỡng ép rót vào quá nhiều linh khí, đoán chừng nàng ấy sẽ không chịu nổi. Chàng hẳn không chịu nổi mới đúng. Y Tiểu Âm thản nhiên nói, bình thường, hao tổn linh khí thì chỉ cần rót vào linh khí là được. Nhưng nàng ấy thì lại khác, nàng ấy bế sinh tử quan quá lâu, thần thức không cách nào xứng đôi với cơ thể. Biện pháp duy nhất chính là để thần trí của nàng mau chóng giao hòa cùng cơ thể. Vậy phải làm thế nào đây? Hạ Thiên hỏi. Y Tiểu Âm nhìn Phù Diêu tiên tử rồi đáp, không phải chàng am hiểu loại chuyện này nhất sao? Sao? Hạ Thiên nghi hoặc hỏi, tiếp theo hắn dường như nghĩ đến cái gì đó, ý của nàng là song tu. Như vậy cũng có thể sao? Trước đó ta dựa vào cung chủ thiên cung hỗ trợ mới hữu hiệu. Hạ Thiên thật ra quan tâm quá sẽ bị loạn. Nếu không, vì sao lại có người gọi song tu là linh và nhục giao hòa chứ? Y Tiểu Âm cực kỳ nghiêm túc, một chút cũng không giống như đang kể chuyện cười, trước chàng dùng thần thức của mình tiến hành câu thông với nàng, sau đó chàng nên làm thế nào thì cứ làm thế đó, không cần ta phải dạy. Không cần sau đó. Sau khi nghe xong, Hạ Thiên lập tức nói, nếu là như vậy thì quá đơn giản rồi. Bây giờ bắt đầu đi. Chàng đừng làm loạn. Y Tiểu Âm trịnh trọng cảnh cáo Hạ Thiên, song tu cũng không phải chỉ làm loại chuyện đó không. Trọng điểm là thần thức giao hòa, những thứ phế liệu màu vàng trong đầu chàng phải thu lại. Hạ Thiên nhếch miệng,
thần thức giao hòa là có ý gì? Chính là chuyện mà bên trong đầu của chàng chưa từng nghĩ ra. Y Tiểu Âm thở dài, nói với Hạ Thiên, chàng muốn cứu người nhưng vẫn muốn phóng túng dục vọng của mình. Hạ Thiên nghiêm túc đáp, ta nói cũng là cái này, vợ y y, nàng nghĩ đi đâu vậy? Đừng đánh trống lãng nữa. Y Tiểu Âm không tranh cãi tiếp với Hạ Thiên, trịnh trọng nói, nếu chàng đã làm tốt chuẩn bị, bây giờ chàng bắt đầu đi, đừng trễ nãi nữa. Mặc dù nàng còn chưa rõ lắm rốt cuộc Phù Diêu tiên tử đang ở trong trạng thái gì, nhưng nàng biết nhất định phải giải trừ trạng thái đó cho nàng ấy. Nếu sợ phạm sai lầm mà cái gì cũng không làm, chỉ bằng lớn mật thử một chút. Vậy thì tới đi, Hạ Thiên gật đầu, mặc dù ta không biết song tu thần thức là như thế nào, nhưng trước đó ta đã xem qua vợ thiên cung bóp ấn quyết, hơn phân nửa chính là ý đó. Y Tiểu Âm nói, vậy chàng gọi nàng ấy đến đi. Nơi này không có ai hiểu Phù Diêu tiên tử hơn nàng ấy. Điều này cũng đúng, Hạ Thiên gật đầu, lấy điện thoại ra, bé ngoan, người hẳn biết về vợ thiên cung, người bảo nàng ấy đến Thanh Phong Sơn một chuyến. Y Tiểu Âm kỳ quái hỏi, chàng không đi đón nàng ấy à? Không cần, Hạ Thiên nhếch miệng, tình huống của nàng ấy đặc biệt, ít nhất tu vi ngoài mặt không thấp hơn ta, hơn nữa còn có cơ thể khí linh, tốc độ khôi phục nhanh hơn người khác. Y Tiểu Âm không nói câu nào, tiến lên đỡ Phù Diêu tiên tử dậy, bày ra tư thế tĩnh tọa, sau đó châm mấy châm vào yếu huyệt của nàng. Hạ Thiên ngồi khoanh chân đối diện với Phù Diêu tiên tử, ta cảm thấy không cần vợ thiên cung xuất mã, lần này hẳn có thể thức tỉnh vợ Phù Diêu. Vậy thì tốt quá rồi. Y Tiểu Âm cười nói, ta biết được một pháp môn vận chuyển thần thức trong một quyển cổ thư, chính ta cũng là tu hành một khoảng thời gian, hẳn không có vấn đề gì. Ta sẽ niệm khẩu quyết một lần cho chàng. Hạ Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, nghe Y Tiểu Âm nói, tiện tay bóp ấn quyết. Đương nhiên, thủ pháp bóp ấn của hắn còn chênh lệch quá nhiều so với cung chủ thiên cung. Không chỉ ăn bớt thủ ấn, thậm chí quá trình còn thừa ra mấy cái, nhưng điều này cũng không quan trọng, bởi vì Hạ Thiên làm như vậy vẫn có thể đạt được hiệu quả như cũ. Vợ y y, nàng thay ta hộ pháp nhé. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, ngón giữa và ngón trỏ tay trái điểm vào mi tâm của Phù Diêu tiên tử. Biết rồi. Y Tiểu Âm gật đầu, lập tức kéo Dương San ra khỏi nhà gỗ, người đi nói với hai vị linh mạch kia một tiếng, có thể gia tăng chuyển vận linh khí. Không phải nói phải nắm giữ tiêu chuẩn sao? Dương San không hiểu, nếu chẳng may. Y Tiểu Âm trấn an, yên tâm đi, không có việc gì đâu. Trước đó, ý thức của Phù Diêu tiên tử chưa thể tự chủ, không cách nào khống chế. Bây giờ linh khí phải đi qua Hạ Thiên, hắn nhất định có thể nắm tốt tiêu chuẩn. Ta biết rồi. Dương San gật đầu, đi tìm Hạ Linh Sơn và Luyện Tố Tố. Trên thực tế, Hạ Thiên suy đoán không sai, cung chủ thiên cung còn chưa đến, hắn đã mang thần thức của Phù Diêu tiên tử từ trong mê vực về. Nhưng ở giữa cũng tốn không ít thời gian. Lúc này đã là rạng sáng, sắc trời đã sáng hơn lên. Trong nhà gỗ, ánh ban mai nhuộm vàng bên trong nhà. Phù Diêu tiên tử chậm rãi mở mắt, ánh mắt thâm thúy, giọng điệu rửng rưng, đây là, nơi nào? Nơi này là Thanh Phong Sơn, Hạ Thiên cười nói. Phù Diêu tiên tử yên lặng nhìn Hạ Thiên, ngươi là, Hạ Thiên. À, vợ Phù Diêu, nàng nhận ra ta sao? Hạ Thiên vô cùng cao hứng. Phù Diêu tiên tử nói, mặc dù ta vẫn luôn ngủ say, nhưng sau khi thức tỉnh, ta có thể cùng hưởng một phần ký ức với khí linh. Hạ Thiên lập tức hỏi, nàng có nhớ chuyện phát sinh ngày hôm qua không? Ta biết người muốn hỏi cái gì, nhưng ta sẽ không nói. Phù Diêu tiên tử chậm rãi ngồi ngay ngắn lại, nhìn quanh bốn phía, lẩm bẩm, căn nhà gỗ này không tệ. Khi ta còn bé, ta cũng đã từng ở qua căn nhà như thế này. Hạ Thiên thuận miệng hỏi, khi còn bé, nàng ở đâu? Phù Diêu giới. Dưới núi Phi Vân Sơn, Phù Diêu tiên tử than nhẹ một tiếng, chuyện đã từ rất lâu rồi. Lâu đến mức ta còn tưởng rằng chuyện của đời trước nữa. Hạ Thiên cười nói, không sao, dù sao đời này nàng nhất định sẽ ở bên ta rồi. Ngươi yêu ta sao? Giọng điệu của Phù Diêu tiên tử khá tùy ý. Đương nhiên rồi, Hạ Thiên không chút do dự trả lời, ta yêu nàng. Phù Diêu tiên tử nhìn vào mắt Hạ Thiên. Phát hiện không có tạp chất bên trong, cực kỳ chân thành, giống như một đứa bé.
ngươi nhất định muốn ta làm nữ nhân của ngươi. Phù Diêu tiên tử hỏi tiếp, ngươi nên biết rằng, vạn năm trước ở liên minh tu tiên, có một lão quái vật cấp chuẩn tiên muốn thu ta làm thị thiếp. Ta từ chối ông ta, cho nên ta mới bị lưu vong đến tận đây. Hạ Thiên há miệng định nói cái gì đó, nhưng lại bị Phù Diêu tiên tử dùng tay cản lại, ngươi không cần vội vàng tỏ thái độ. Phù Diêu tiên tử nói, thật ra lão quái vật kia vẫn chưa chịu buông tha cho ta. Lão đã hạ cấm chế vào trong mệnh hồn của ta, có thể trấn áp tu vi của ta vĩnh viễn. Cho nên ta mới quyết định bế vạn năm sinh tử quan. Nhưng ta biết rất rõ, trong thời điểm tốt nhất của ta, ta lại vì một lão già họm hẹm mà từ bỏ cuộc sống rất tốt của mình, ta thật sự không cam lòng. Ôm tâm tư như vậy, ta yên lặng trầm luân trong chi cảnh mê man, nhưng ta lại không nỡ từ bỏ. Cho nên, ta tùy ý để linh vật, tôi tớ bên cạnh diễn hóa. Bây giờ, người hút hơn phân nửa tu vi của ta, đánh bậy đánh bạ phá giải được cấm chế đó, ngược lại giải thoát cho ta. Hạ Thiên cười nói, đây không phải là đánh bậy đánh bạ, mà là ta phát hiện vấn đề này, cho nên ta đã giúp nàng giải quyết vấn đề. Phù Diêu tiên tử hỏi ngược lại, cấm chế của một vị chuẩn tiên thiết kế, hôm qua ngươi vẫn chỉ là kim đan kỳ, mà lại có thể phá giải được. Nếu nàng cùng hưởng ký ức với vợ thiên cung, hẳn nàng cũng biết ta có nghịch thiên bát châm. Hạ Thiên mỉm cười, nghiêm túc nói, cấm chế đó xác thực rất khó giải, nhưng một điều thật thú vị là nghịch thiên bát châm lại là khắc tinh của nó. Phá giải nó cũng không có nhiều khó khăn. Nghịch thiên bát châm, Phù Diêu tiên tử ngẩn ra, trong đầu lập tức xẹt qua một phần ký ức có liên quan, rất nhanh biết rất rõ, xem ra, nghịch thiên chân kinh xác thực có thể nghịch thiên. Cấm chế do chuẩn tiên thiết kế vốn tuần hoàn theo pháp tắc thiên địa, còn nghịch thiên chân kinh vừa vặn là cách duy nhất để nghịch thiên. Hạ Thiên nói, không cần nghĩ nhiều như vậy, cũng không cần nói nhiều như vậy. Bắt đầu từ hôm qua, nàng đã là nữ nhân của ta. Có ta bảo vệ nàng, bất kể lão ta là chuẩn tiên, chân tiên hay là đại la kim tiên, ta đều có thể xử lý hết. Đúng là có chút khí phách, không giống người thuận miệng nói bậy bạ. Phù Diêu tiên tử khẽ cười một tiếng, ánh mắt gợn sóng lăn tăn, vạn năm trước, ở liên minh tu tiên giả luôn miệng nói yêu ta không có trăm vạn cũng có 99 vạn. Đáng tiếc, khi ta xảy ra chuyện, không một ai ra tay tương trợ. Ngay cả dám thay ta nói một câu cũng không có ai luôn. Đó là vì bọn họ là phế vật. Hạ Thiên thành thật nói, ai dám đánh chủ ý nữ nhân của ta, nếu là người bình thường, ta sẽ cho bọn họ hai kết quả. Một là biến thành thái giám, hai là biến thành người chết. Nếu là tu tiên giả, mặc kệ tu vi cao như thế nào cũng chỉ có chết. Ha ha, người đúng là người thú vị thật. Phù Diêu tiên tử từ chối cho ý kiến với Hạ Thiên, chỉ cười khẽ, tuy nữ nhân của ngươi không ít, lại còn có thể chân thành nói ra những lời như vậy, đủ để chứng minh ngươi là một. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên dừng lại một chút, không biết nghĩ đến điều gì. Đối với nữ nhân mà ta thích, ta 100% chân thành. Hạ Thiên thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, ta nói yêu nàng, đó chính là yêu nàng, ai cũng không thay đổi được, chuyện gì cũng không thay đổi được, ngay cả nàng cũng không thay đổi được. Phù Diêu tiên tử nói, bây giờ ta rất cần tình yêu. Nếu ngươi nói yêu ta, ta sẽ tin, ta cũng không muốn thay đổi gì. Nhưng nếu có một ngày ngươi vi phạm lời nói của chính mình, ta sẽ không chút do dự mà giết ngươi. Ha ha, vợ Phù Diêu, nàng không có cơ hội đâu. Hạ Thiên cười nói, đúng rồi, quá trình của chúng ta còn chưa xong. Nếu không, thần trí của nàng sẽ không ổn định. Quá trình gì? Gương mặt trắng nõn của Phù Diêu tiên tử hiện lên sự nghi ngờ, ta đã hoàn toàn thức tỉnh, không cần vẽ vời cho thêm chuyện. Hạ Thiên lắc đầu, đó không phải là vẽ vời cho thêm chuyện mà là một quá trình nhất định phải hoàn thành. Bằng không, nó sẽ không được hoàn mỹ, rất có thể lưu lại tai họa ngầm. Phù Diêu tiên tử nói, bên ngoài có rất nhiều người đang chờ gặp ngươi, ngươi nhất định muốn làm gì? Hạ Thiên đành phải nói, chúng ta bổ khuyết thêm quá trình sau cùng. Phù Diêu tiên tử làm ra vẻ không rõ ràng cho lắm, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, tùy ngươi. Hạ Thiên nắm tay Phù Diêu tiên tử đứng dậy, bước ra cửa, nào, để ta dẫn nàng ra ngoài gặp một số người, thuận tiện giới thiệu mọi người làm quen với nhau luôn. Không cần giới thiệu, ta thông qua trí nhớ của khí linh biết bọn họ rồi. Phù Diêu tiên tử nói. Nhưng cũng phải giới thiệu một chút, Hạ Thiên nói, theo như vợ băng băng nói,
cái này gọi là nghi thức. Giữa vợ chồng không thể thiếu cái này được, nếu không, tình cảm rất dễ dàng phai nhạt. Phù Diêu tiên tử bó tay, vợ của ngươi cũng không phải nhiều bình thường. Không nhiều không nhiều, ba sư phụ của ta đã từng nói với ta, hoàng đế trước kia đều là tam cung lục viện 72 phi tần, còn có thêm 3.000 mỹ nữ. Hạ Thiên đếm ngón tay, lẩm nhẩm một chút, lắc đầu nói, lúc này ta cũng chỉ có mười mấy người, vẫn còn chưa đủ, ngay cả số lẻ cũng không bằng. Phù Diêu tiên tử cười hỏi, ngươi muốn làm hoàng đế? Có đầu ngốc mới làm hoàng đế, chẳng thú vị gì cả. Hạ Thiên lắc đầu, sau đó nói, ta chẳng qua chỉ cảm thấy ta đẹp trai như vậy, không tìm nhiều vợ một chút, thật sự quá thua thiệt cho bề ngoài của ta. Phù Diêu tiên tử chỉ mỉm cười, không lên tiếng. Y Tiểu Âm nhìn không được cảm thán một câu, da mặt của chàng đúng dày chẳng khác gì tường đồng vách sắt. Vợ y, nàng nói sai rồi. Hạ Thiên mỉm cười giải thích, đây không phải gọi là da mặt dày, cái này gọi là thẳng thắn, chính trực. Chàng cứ tự nhiên, Y Tiểu Âm khoanh chân ngồi trên giường gỗ, thản nhiên nói, vừa rồi ta có chút cảm ngộ, cần tĩnh tọa một chút. Hạ Thiên gật đầu, tự nhiên đưa tay ôm eo Phù Diêu tiên tử, vợ Phù Diêu. Chúng ta ra ngoài xem một chút đi. Phù Diêu tiên tử cũng không kháng cự, chỉ mỉm cười một tiếng. Ngoài cửa, đúng là có người đến. Nhưng người sống thì chỉ có ba người, nhiều hơn chính là người chết. Người sống là A Cửu, Triệu Thanh Thanh, còn có một nữ nhân mặc áo xanh lục che mặt. Này, Hạ Thiên, mau ra đây, đừng ở bên trong tầm hoa tác nhạc nữa. A Cửu hiển nhiên đã nghe được cuộc đối thoại giữa Hạ Thiên và Phù Diêu tiên tử trong căn nhà gỗ. Cửa phòng mở ra, Hạ Thiên ôm eo Phù Diêu tiên tử chậm rãi bước ra. Cửu nha đầu, nàng đang ăn giấm sao? Hạ Thiên cười hì hì nhìn A Cửu, trêu chọc. A Cửu liếc mắt, tức giận nói, có quỷ mới ghen chàng đấy. Ta tìm chàng có chuyện quan trọng. Chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Triệu Thanh Thanh lên tiếng, sư phụ. Người có nhớ nàng ấy là ai không? Lúc này, nữ nhân mặc áo xanh lục cũng hợp thời bước về phía trước một bước chào hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên, đã lâu không gặp, người còn nhớ ta không? Người tháo mạng che mặt xuống rồi nói sau. Hạ Thiên chỉ tùy ý nhìn nàng một cái, ta xưa nay không quen biết với cái loại giấu đầu lòi đuôi. Đương nhiên, nếu dáng dấp rất đẹp, ta có thể mở một mặt lưới. Không biết nên nói Hạ Thiên sinh quý nhân hay quên. Hay là nói phong thái của Hạ Tiên Sinh vẫn như cũ. Nữ nhân áo xanh tiện tay tháo khăn che mặt xuống, lộ ra diện mạo thật, Hạ Tiên Sinh, bây giờ ngươi nhớ ta rồi chứ? Hạ Thiên nhếch miệng, có chút ấn tượng, ngươi không phải thánh nữ của hoa thần giáo gì đó sao? Nữ nhân áo xanh trịnh trọng hành đại lễ với Hạ Thiên, không sai, thánh nữ hoa thần giáo hoa ánh lục xin chào Hạ Tiên Sinh. Ngươi không phải đã về lòng đất rồi à? Hạ Thiên hỏi, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Hoa ánh lục nhẹ nhàng cười một tiếng, lần này ta thụ mệnh lệnh của phụ thân, cố ý đến tìm Hạ Tiên Sinh nhờ hỗ trợ. Phụ thân ngươi? Hạ Thiên lập tức nghĩ đến vị giáo chủ hoa thần giáo luôn làm ra vẻ cao thâm, hắn không phải nói chờ ta tiến vào lòng đất đánh ông ta sao? Tại sao bây giờ lại thay đổi chú ý rồi? Ông ấy vốn là một người không có kiên nhẫn, đối với Hạ Tiên Sinh nhiều hơn chính là kính nể. Hoa ánh lục cũng không dây dưa đề tài này, chỉ thuận miệng giải thích một câu, huống chi, Hạ Tiên Sinh còn giúp hoa thần giáo ta một đại ân. Ông ấy cảm kích ngươi còn không kịp. Thôi đừng nói nhảm nữa. Hạ Thiên nói, ta cũng chẳng giúp các ngươi cái gì, không cần cảm ơn loạn. Được rồi, không nói nhảm nữa, trực tiếp tiến vào đề chính đi. A Cửu không kiên nhẫn nói, nếu còn nói nhảm nữa, những thi thể này sẽ hư mất. Hạ Thiên có chút bất mãn nói với A Cửu, Cửu nha đầu, ta còn chưa hỏi nàng, nàng mang nhiều người chết đến đây như vậy làm gì? Chính là để chàng nhìn xem những người này chết như thế nào. A Cửu đáp, Hạ Thiên một chút cũng không có hứng thú, bọn họ chết như thế nào thì có liên quan gì đến ta, cũng không phải ta đánh chết mà. A, chẳng lẽ chàng không biết? A Cửu nhìn biểu hiện của Hạ Thiên, không khỏi sửng sốt. Sau đó hỏi, chẳng lẽ lão tử không nói với chàng sao? Lão tử, Hạ Thiên cau mày, đó là ai? A Cửu đáp, chính là Từ Côn Luân. Không phải ông ấy đến Tam Thanh Sơn à? Nghe nói ở đó có bí mật, liền nói cho ta biết. Khi đó, Dạ Ngọc Mị bảo chúng ta đi thanh trừ đám ma trùng đột nhiên phát bệnh,
thành ra ta mới nhờ ông ấy đến bí cảnh thiên cung tìm chàng. Chẳng lẽ chàng không gặp ông ấy sao? Lúc này, Hạ Thiên mới nhớ đến, khi đó hình như hắn đã tiện tay cố định Nhạc Phu tiện nghi, hẳn bây giờ vẫn còn ở đáy hồ bí cảnh thiên cung. Thế nào, chẳng lẽ ông ấy không đi tìm chàng? A Cửu phát hiện biểu hiện của Hạ Thiên có chút không đúng, không khỏi nghi hoặc hỏi. Hạ Thiên mỉm cười nói, gặp, nhưng khi đó tình huống khẩn cấp, chúng ta đều phải đối phó Thiên Sát Ma Chủ, còn có Võ La Thần Quân, thành ra không để ý đến ông ta. Bây giờ ông ta ở đâu? A Cửu hỏi. Hạ Thiên khoát tay nói, ta cũng không biết. Sau khi mọi việc kết thúc, ta liền đến đây, cũng có thể ông ta đã đi Hoa Thiên Tửu Địa chỗ nào rồi. Đúng là thành sự không có mà. A Cửu hiển nhiên không tin nửa câu sau của Hạ Thiên, nhưng trong lòng cũng cảm thấy bất mãn vì Từ Côn Luân không đáng tin cậy. Lúc này, Từ Côn Luân vẫn còn đang nằm dưới đáy hồ, đang xông phá điểm mấu chốt cuối cùng của Ngân Chân Định Thân, không biết vì sao, bỗng nhiên toàn thân phát lạnh, dùng mình một cái. Ông đương nhiên không biết con rể tốt của ông đang khen ông trước mặt con gái của ông, chỉ cho là ngâm dưới đáy hồ quá lâu, cơ thể có chút không gánh được. Từ Côn Luân thầm nghĩ không thể chậm trễ nữa, nhất định phải nhanh chóng phá trói buộc Ngân Châm, sau đó kịp thời nói chuyện A Cửu giao cho ông cho Hạ Thiên biết. Bên kia, A Cửu cũng không suy nghĩ nhiều, nói thẳng với Hạ Thiên, được rồi, có gì về sau hãy nói. Chàng hãy xem thử những người này rốt cuộc vì sao mà chết. Đám ngớ ngẩn này là ai thế? Hạ Thiên hỏi, là ma trùng. Triệu Thanh Thanh xen vào, căn cứ theo phương pháp mà Dạ Ngọc Mị cung cấp, chúng ta có thể phân biệt được ai là ma trùng, sau đó nhanh chóng tiêu diệt. Chỉ là những người này có chút không giống, rõ ràng phù hợp với đặc điểm ma trùng, nhưng lại không cách nào giết chết, cuối cùng lại chết một cách khó hiểu. Hoa Ánh Lục ở bên cạnh bổ sung, những người này chạy trốn từ thế giới địa tâm thần tộc. Trên người hậu duệ về sau hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại huyết mạch thần tộc chúng ta, nhưng cơ thể vẫn bị ma chủng khống chế. Về phần cái chết của bọn họ, cái này thì ta cũng không rõ lắm. Hạ Thiên còn chưa kịp nhìn, Phù Diêu tiên tử đã chậm rãi lên tiếng, trên người bọn họ không phải là ma chủng mà là ma nguyên. Có cái gì khác nhau sao? A Cửu nghi hoặc nhìn Phù Diêu tiên tử. Mặt Phù Diêu tiên tử vẫn không thay đổi, bắt đầu giải thích, ma chủng chỉ là hạt giống, cần linh khí hoặc huyết nhục tẩm bổ. Qua một thời gian, chúng có thể giọng khách hát giọng chủ, trở thành một loại ma nguyên. Triệu Thanh Thanh liền hỏi, tại sao bọn họ lại chết một cách khó hiểu như vậy? Bởi vì bản tôn thả ra ma nguyên chết rồi, Phù Diêu tiên tử nói. Hạ Thiên thấy Triệu Thanh Thanh và A Cửu vẫn không hiểu, liền nói, những thứ này đều do một tên Thiên Sát Ma Chủ làm ra. Hắn ta đã bị xử lý rồi. A Cửu hỏi tiếp, đó mới là điểm kỳ lạ. Vì sao người có ma chủng lại không chết chứ? Ngược lại người thành ma nguyên thì lại chết. Triệu Thanh Thanh hỏi tiếp. Bởi vì ma chủng nhỏ yếu, không ổn định, trên lý thuyết còn có thể bị ký túc thể nuốt chừng. Phù Diêu tiên tử nói, còn ma nguyên thì đã ổn định, đến một mức độ nào đó tùy thời có thể trở thành một phần của cơ thể ma chủ. Thì ra là thế, A Cửu chậm rãi gật đầu, cảm ơn đã giải thích. Hạ Thiên mỉm cười nói, người một nhà, không cần khách sáo. Ai thèm khách sáo với chàng? A Cửu hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, tên đại sắc lang chàng, ngoại trừ gây họa cho nữ nhân, chàng còn biết cái gì nữa chứ? Cửu nha đầu, lời này của nàng có chút thiếu công bằng. Hạ Thiên bất mãn nói, tên ngốc Võ La Thần Quân không phải đã bị ta xử lý rồi sao? Đây mới là uy hiếp lớn nhất, bằng không? Các người có thanh trừ ma chủng bên ngoài nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Phù Diêu tiên tử nói, cũng không nhất định, nếu ma chủng không được thanh trừ sạch sẽ, thiên sát có thể trùng sinh bất cứ lúc nào. Hơn nữa, cũng có khả năng tái diễn lại một số đồ vật không thể dung hợp. Đến lúc đó uy hiếp còn lớn hơn nữa. Hạ Thiên hỏi, tên ngốc thiên sát không phải chết rồi sao? Thiên sát sẽ không chết. Phù Diêu tiên tử lắc đầu, chỉ cần ma chủng đạt đến số lượng nhất định. Hắn ta có thể phục sinh bất cứ lúc nào, bởi vì hình thức sinh mệnh của hắn ta là như vậy. Năm đó, khi ta thu phục hắn ta cũng phí hết một phen công phu. Hạ Thiên cũng không quá khẩn trương, một kẻ ngu ngốc chết thôi mà. Nếu hắn ta thật sự sống lại tiếp tục giết hắn ta chết thôi. Muốn hoàn toàn tiêu diệt hắn ta triệt để cũng không phải là không thể được.
Phù Diêu tiên tử nói, biện pháp thích hợp nhất chính là tìm tất cả những người bị gieo ma chủng, thanh trừ ma chủng trong người bọn họ là được. Triệu Thanh Thanh nói, nếu như vậy, biện pháp mà Dạ Ngọc Mị dạy thật ra lại có tác dụng. Đây không phải là cách của muội muội chân dài. Hạ Thiên cười nói, có thể là cách của cung chủ Thiên Cung. Ta chẳng quan tâm là cách của ai, miễn hữu dụng là được. A Cửu nói. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta và vợ Phù Diệu còn một số quá trình còn chưa xử lý xong. Mọi người ở lại giải quyết việc của mình đi nhé. A, Hạ Tiên sinh, ta còn chưa nói chuyện của mình mà. Hoa Ánh Lục thấy Hạ Thiên quay người đóng cửa, lập tức tiến lên, người có đồng ý hay không thì chưa tính, tối thiểu nên để ta nói hết đã. Hạ Thiên có chút không kiên nhẫn, không phải ngươi mới nói vừa nãy sao? Vừa rồi ta chỉ giải thích nơi phát ra thi thể này, khả năng có liên quan đến địa tâm thần tộc. Hoa Ánh Lục nói, chuyện của ta còn chưa nói mà. Vậy ngươi nói nhanh một chút đi, Hạ Thiên nói. Hoa Ánh Lục không khỏi thở dài. Bị Hạ Thiên nói như thế, nàng nhất thời không biết làm cách nào để mở miệng. Hạ Thiên bĩu môi nói, không nói, vậy thì ngày sau bàn lại. Ngươi gấp cái gì chứ? A Cửu liếc mắt, tức giận nói, đầu óc của ngươi chỉ biết những chuyện kia thôi đúng không? Hạ Thiên nghiêm túc cải chính, Cửu nha đầu, nàng đang phát dục, thành ra trong người nóng nảy, lúc nào cũng nghĩ đến thuyết pháp đó. Này, chàng chó cùng rứt dậu đúng không? A Cửu trừng mắt với Hạ Thiên, chàng học hành còn không đúng đắn, còn dám ở đây dạy ta. Đó là vì ta là thiên tài. Hạ Thiên cười nói, biểu hiện vô cùng kiêu ngạo, những thứ mà ta đã đọc qua thì không bao giờ quên được, hoàn toàn không cần đi học. Hoa Ánh Lục bó tay, lúc nào mới đến phiên ta nói chuyện chính sự chứ? Thanh Phong Sơn không phải là một nơi thích hợp nói chuyện chính sự. Huống chi, lúc này Hạ Thiên không có tâm tư nói chuyện chính sự. Nhất là nghe những chuyện chính sự không liên quan đến hắn. Hoa Ánh Lục yên lặng chờ mong nhìn Hạ Thiên, hiển nhiên đang chờ hắn trả lời. Hạ Thiên đang định thuận miệng ứng phó Hoa Ánh Lục vài câu. Hắn thật sự không muốn lẫn vào mấy chuyện rảnh rỗi này. Lúc này, điện thoại của Hạ Thiên bỗng nhiên vang lên. Sao? Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, phát hiện là Tô Bối Bối gọi đến. Bối nha đầu, nàng nhớ ta sao? Hạ Thiên mỉm cười nhận điện thoại. Nhớ cái đầu ngươi đấy. Giọng nói của Tô Bối Bối vẫn tràn đầy nguyên khí như trước, mắng chửi người đều mắng rất có khí thế, ta ở Giang Hải có khách muốn gặp ngươi. Ngươi có rảnh thì đến đây một chuyến. Bối nha đầu, nàng về Giang Hải khi nào thế? Hạ Thiên hoàn toàn không quan tâm là khách nào, chỉ cười hỏi, những người khác thì sao? Cũng ở Giang Hải à? Tô Bối Bối đáp không. Chỉ có ta và Lam Y Nhân quay về Giang Hải thôi. Nàng biết Hạ Thiên thật sự muốn hỏi cái gì, lập tức bổ sung, Ninh Nhụy Nhụy đã quay về Quế Thành, Vũ Cơ tỷ tỷ thì cùng với Tô Vô Song đi tìm Dạ Ngọc Mị và Isabella. Thạch Thuần thì hết thời gian nghỉ phép, phải quay về để đi làm. Tiểu Lý Ngư thì trở về Hoàng Sơn, những người khác cũng đều ai về nhà nấy. Nếu ngươi nhớ bọn họ, ngươi tự mình đi tìm đi. Vợ Thiên Cung đâu? Hạ Thiên hỏi tiếp. Ta bảo nàng ấy đến Thanh Phong Sơn, chẳng lẽ bé ngoan không truyền tin tức cho nàng ấy sao? Tô Bối Bối đáp, ta cũng không rõ nữa. Chúng ta vừa mới chia tay 2 tiếng trước, lúc đó, nàng ấy vẫn còn ở Vân Đỉnh Thành. Người đó, bây giờ ngươi đang ở đâu vậy? Khi còn ở Cực Tiên Mộ, không phải ta nói ta mang vợ Phù Diêu về lại Thanh Phong Sơn sao? Hạ Thiên nói, lúc này, Tô Bối Bối mới nhớ đến, liền quan tâm hỏi một câu, à đúng rồi. Thế Phù Diêu tiên tử thế nào rồi? Nàng ấy không có chuyện gì chứ? Có ta ở đây, nàng ấy còn có thể có chuyện gì chứ? Ánh mắt Hạ Thiên liếc qua Phù Diêu tiên tử bên cạnh hắn, cười nói, nàng ấy đã tỉnh, cũng không có gì đáng ngại. Nếu nàng ấy đã không còn gì đáng ngại, ngươi lập tức đến Giang Hải một chuyến đi. Giọng nói của Tô Bối Bối hơi vội vàng, nếu không tới, nói không chừng ngươi phải nhặt xác ta đấy. Bối nha đâu? Nàng gặp chuyện gì thế? Hạ Thiên sửng sốt, vội hỏi, chẳng lẽ nàng trúng độc, hay là bị thương rồi? Tô Bối Bối đáp, ta không sao, không trúng độc cũng không bị thương. Vừa nãy ta có nói rồi, có một vị khách không mời mà đến, điểm mặt chỉ tên muốn gặp ngươi, còn nói rằng nếu trong vòng nửa canh giờ nữa ngươi không có mặt ở Cao Ốc Thần Y, người đó sẽ giết ta. Tên ngu ngốc nào ở đâu lòi ra thế?
Hạ Thiên khó chịu nói, bối nha đầu, tu vi của nàng cũng không thấp. Đối với mấy loại người ngu ngốc đó, nàng cứ trực tiếp xử lý là được. Ta cũng muốn lắm, nhưng ta làm không được. Tô bối bối tùy ý trả lời một câu, nàng ấy nói dạ ngọc mị, còn có Isabella đang ở trong tay nàng ta. Nếu chúng ta dám động vào nàng ta, chúng ta tự gánh lấy hậu quả. Hạ Thiên hiển nhiên không tin mấy lời nói này, tại sao muội muội chân dài lại nằm trong tay người khác được. Bối nha đầu, ngay cả lời này mà nàng cũng tin. Ta cũng không muốn tin, nhưng trong tay nàng ta có mảnh áo rách của dạ ngọc mị. Tô bối bối có chút căng thẳng, người nên biết tính cách của dạ ngọc mị ra sao. Nếu không phải bị quản chế, nàng ấy sẽ để người khác xé rách quần áo của mình à. Hạ Thiên lập tức nói, nàng bảo tên ngốc kia nghe điện thoại đi. Được, ngươi chờ một chút. Tô bối bối lên tiếng, nói với Gia Sa, Hạ Thiên bảo ngươi nghe điện thoại. Trong điện thoại im lặng một lát, sau đó một âm thanh kiều mị vang lên, ngươi là Hạ Thiên Hạ Tiên sinh sao? Ta chính là Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên nghiêm túc giới thiệu bản thân, sau đó không khách sáo hỏi, ngươi là tên ngốc nào thế? Chẳng lẽ ngươi không biết uy hiếp ta sẽ là kết quả gì sao? Âm thanh kiều mị kia lại càng kiều mị hơn, có chút hơi giả tạo, nô gia đến từ thế giới địa tâm tên Thanh Sắc Chi, ngưỡng mộ Hạ tiên sinh đã lâu, cho nên hôm nay ta mới cố ý đến gặp ngươi. Đáng tiếc ngươi lại không có ở Giang Hà. Bớt nói nhảm lại đi. Hạ Thiên khó chịu nói, muội muội chân dài và vợ sát thủ ở đâu? Nói ra, ta tha ngươi khỏi chết, ngươi gọi điện thoại nhưng lại không có thành ý chút nào. Thanh Sắc Chi cười duyên. Nô gia chờ ngươi ở cao ốc thần y. Nửa tiếng, à không, 20 phút thôi. Nếu ngươi không xuất hiện, nô gia chỉ có thể hủy luôn tòa nhà này, thuận tay giết thêm mấy người. Hạ Thiên khinh thường nói, vậy ngươi ngồi im đó đừng nhúc nhích, ta lập tức đến tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương. Được, được, nô gia chờ ngươi, ngươi tuyệt đối đừng có mà không đến đấy. Thanh Sắc Chi cười duyên, sau đó cúp điện thoại. Hạ Thiên cất điện thoại. Quay sang nói với Hoa Ánh Lục, thật ngại quá, ta phải về Giang Hải một chuyến. Chuyện chính sự của ngươi, sau này hãy nói đi. Khoan đã, Hoa Ánh Lục tiến lên kéo Hạ Thiên, lập tức giải thích, thật ra cũng không có xung đột gì. Chính sự mà ta nói chính là chuyện mà Thanh Sắc Chi đến tìm ngươi. Được, vậy ngươi đi Giang Hải cùng với ta. Hạ Thiên gật đầu, sau đó quay sang nói với Phù Diêu tiên tử, vợ Phù Diêu. Nàng có muốn đến Giang Hải một chuyến với ta không? Không, Phù Diêu tiên tử lắc đầu, thần thức của ta vừa mới khôi phục, cần tịnh dưỡng mấy ngày, không thể di chuyển được. Hạ Thiên cũng không ép buộc, nói với A Cửu và Triệu Thanh Thanh, Cửu nha đầu, đồ đệ ngoan, hai người ở đây nhé. Đợi xử lý xong những chuyện này, ta lại tìm hai người để chơi. Ai muốn chơi với ngươi chứ? A Cửu trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Sau đó nói, ta còn có chuyện khác cần làm. Triệu Thanh Thanh ngược lại hưng phấn, cười nói, sư phụ, vậy ngươi nhất định phải tìm ta đấy. Người ta cứ tưởng ngươi chết rồi, nghĩ đến lại có chút ngủ không yên giấc. Phì, A Cửu nghe xong, nhịn không được gắt lên một tiếng. Hạ Thiên lại nói, mọi người xử lý những thi thể này đi, đừng để ở đây, ô nhiễm hoàn cảnh của Thanh Phong Sơn. Điều này không cần ngươi dạy. A Cửu trừng mắt nhìn Hạ Thiên, người mau đến Giang Hải đi, tránh cho vị Tô tiểu thư sốt ruột chờ. Hạ Thiên mỉm cười, bỗng nhiên thừa dịp A Cửu không có phòng bị, tiến đến trước mặt của nàng hôn một cái, còn nói không phải ăn dấm. Không đợi A Cửu thẹn quá hóa giận, Hạ Thiên nhấc Hoa Ánh Lục lên, nhún người đạp không rời đi. Thành phố Giang Hải, tập đoàn thần y, tầng cao nhất, trong phòng khách. Tô bối bối đang cùng với một nữ nhân trẻ tuổi. Dáng người cao gầy, mái tóc màu xanh uống cà phê. Dưới lầu, Thiết Kim Cương cũng đã quay về, vẫn đang đứng như tượng làm bảo vệ canh cổng tập đoàn thần y. Cái tên to con kia khá thú vị, ngươi tìm được từ chỗ nào thế? Nữ nhân tóc xanh bưng tách cà phê, chậm rãi bước đến cửa sổ sát đất, mắt nhìn thoáng qua Thiết Kim Cương đứng bên dưới. Tô bối bối bắt chéo chân, chậm rãi uống cà phê, là tiểu đệ Hạ Thiên thu được ở núi tuyết. Ngươi đừng có ý đồ với hắn ta. Hắn ta trung thành tuyệt đối, không bao giờ theo người khác đâu. Không sao, nữ nhân tóc xanh cười một tiếng, ta chỉ hứng thú với cơ thể khổng lồ rắn chắc đó mà thôi. Nếu có thể đưa đến địa tâm,
nhất định là một thợ mỏ rất tốt. Không nói cái khác, ở chỗ của ta, chỉ cần đứng ở cổng, một năm ăn mặc không lo. Tô Bối Bối nhếch miệng, bất mãn nói, tại sao hắn ta lại phải đến địa tâm gì đó của ngươi làm thợ mỏ? Nếu đổi là ngươi, ngươi có nguyện ý hay không? Cái này chẳng có liên quan gì đến nguyện ý hay không? Bên trong ánh mắt màu xanh của nữ nhân tóc xanh hiện lên cảm giác ưu việt, thế giới địa tâm, Xâm La vạn tượng, thú vị hơn nhiều với mặt đất buồn tẻ vô cùng này. Huống hồ, làm thợ mỏ cũng không tính là bôi nhỏ hắn ta, ít nhất còn giúp cho thể chất của hắn ta tăng lên. Đến lúc đó, chỉ cần không trực diện tu tiên giả độ kiếp kỳ, còn lại hắn ta đều có thể chiến một trận, tỷ số chia 5 năm. Ngươi đừng quá tự cho là đúng. Tô Bối Bối khá bất mãn với thái độ và giọng điệu của nàng ta. Nữ nhân tóc xanh quay sang nhìn Tô Bối Bối, nhất thời cảm thấy nét mặt của nàng rất thú vị, thật ngại quá, đây là lần đầu tiên ta đến mặt đất, trước mắt còn chưa thích ứng với phương thức nói chuyện của các ngươi. Nếu có gì mạo phạm, ta nhất định là cố ý rồi. Mặt Tô Bối Bối cũng chẳng thân thiện gì, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất nên thu liễm lại một chút. Nếu không, ta không đảm bảo ngươi có thể còn sống gặp Hạ Thiên. Ha ha ha, ngươi dám giết ta sao? Ánh mắt nữ nhân áo xanh lóe lên sự khinh miệt, ta đại diện cho ý chí của địa đế vương, lên đây đàm phán cùng các ngươi đã là nể mặt các ngươi lắm rồi. 10 vạn năm trước, là chúng ta nhường ra thế giới này, cho nên nhân loại các ngươi mới có chỗ trống để sinh sôi. Các ngươi nên cảm kích mới đúng chứ. Bằng không, địa tâm thần tộc chúng ta có thể trở lên bất cứ lúc nào, đoạt lại thế giới mặt đất. Bớt nổ ở đây đi. Tô Bối Bối lười so đo với mấy lời nói nhảm không có căn cứ này, cái gì mà 10 vạn năm trước. Khi đó ngươi và cha ngươi đã có mặt trên đời này chưa, ở đó mà to miệng. Nếu có chuyện này, tại sao không nói các ngươi bị nhân loại đánh đến mức chỉ có thể rút vào lòng đất làm rùa đen rụt đầu chứ? Tô Tiểu Thư, ngươi tốt nhất nên chú ý lời nói của mình. Nữ nhân tóc xanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Bối Bối. Cơ thể nàng ta lập tức dâng lên khí tức màu xanh, cắm vào mặt đất bên dưới, trong nháy mắt mọc ra vô số dây leo. Nhất là chung quanh Tô Bối Bối, không gian bị các loại nhánh cây bén nhọn như đao kiếm vây lại. Chỉ bấy nhiêu thôi sao? Tô Bối Bối rửng rưng, một chút sợ hãi cũng không có. Cộc cộc cộc. Lúc này, tiếng gõ cửa bên ngoài bỗng nhiên vang lên. Sao? Nữ nhân tóc xanh thu lại khí tức phát ra vừa nãy. Cười nói, Hạ Thiên nhanh như vậy đã đến rồi sao? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, không phải Hạ Thiên, là trợ lý của ta. Tô Bối Bối từ bước chân đoán được là ai, vào đi. Cửa phòng mở ra, một nữ nhân mặc bộ váy trắng công sở rất gọn gàng chậm rãi bước vào. Nữ trợ lý cũng không thèm nhìn nữ nhân tóc xanh, đặt một phần văn kiện đến trước mặt Tô Bối Bối, Tô Tổng, tư liệu mà ngươi cần, ta đã chuẩn bị xong, tất cả đều ở đây. Được rồi, ngươi cứ để đây cho ta. Tô Bối Bối gật đầu, hờ hững nói, không còn việc của ngươi, ngươi mau quay về công việc của mình đi, thuận tiện nói với Lam Y Nhân một tiếng, ngày mai ta sẽ đi làm. Vâng, nữ trợ lý gật đầu, sau đó quay người rời đi, cũng không thèm nhìn nữ nhân tóc xanh một lần. Khoan đã, nữ nhân tóc xanh ngược lại cảm thấy có chỗ không đúng, liền nói với nữ trợ lý, ngươi đứng lại đó cho ta. Nữ trợ lý dừng lại trước cửa, nhưng đưa lưng về phía nữ nhân tóc xanh. Người quay lại, nữ nhân tóc xanh chậm rãi bước đến gần nữ trợ lý, vì sao ta lại cảm thấy người rất quen mặt, hình như đã gặp đâu, hả? Lời còn chưa nói hết, nữ trợ lý kia bỗng nhiên vặn người, đá một cái vào họng nữ nhân tóc xanh. Một giây sau, chân nữ trợ lý chạm vào người nữ nhân tóc xanh lập tức mọc ra một sợi dây leo quấn cổ nàng ta lại. Bên trên dây leo cũng mọc ra vô số gai ngược, lúc nào cũng có thể đâm rách cổ họng đối phương. Trên tay nữ trợ lý sáng lên một sợi dây leo bén nhọn, đâm thẳng vào tim nữ nhân tóc xanh, đừng nhúc nhích. Nếu ngươi động đậy, ngươi sẽ chết. Ánh mắt nữ nhân tóc xanh hiện lên sự kinh ngạc, là ngươi. Tại sao ngươi lại ở đây? Ta ở đây có liên quan gì đến ngươi? Nữ trợ lý của Tô Bối Bối cười lạnh, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một sợi dây leo. Trói nữ nhân tóc xanh thật chặt. Làm xong, nàng phủi tay nói với Tô Bối Bối, Tô Tổng, người đã trói kỹ, người dự định xử lý như thế nào? Lục Ngạc, người làm rất khá. Tô Bối Bối thỏa mãn gật đầu.
Nữ trợ lý này thật ra chính là tỷ nữ cực kỳ phách lối của Hoa Ánh Lục lúc trước, tên Lục Ngạc. Trước đây, Lục Ngạc tiếp nhận mệnh lệnh của giáo chủ Hoa Thần giáo áp giải Hoa Ánh Lục tiến về đảo Cuồng Hoan, nửa đường Hoa Ánh Lục chạy trốn, Lục Ngạc gặp được Hạ Thiên trên thuyền, thiếu chút nữa bị xử lý, lại được Phú Nhị Đại Ngô Chính Nghiệp coi trọng. Lục Ngạc dứt khoát giả mạo Hoa Ánh Lục, kết hôn với Ngô Chính Nghiệp. Đáng tiếc, về sau Hoa Thần giáo phát hiện tình thế không ổn, phái hai người đội nón lá vành trúc đến tìm Lục Ngạc, dự định đưa nàng đi tìm Hoa Ánh Lục trở về, xem như lấy công chuộc tội. Ai biết được Hoa Ánh Lục đã biết từ trước, Lục Ngạc bị Hoa Ánh Lục chế ngự, biến thành một hạt giống. Lúc đó, Hoa Ánh Lục đến gặp Hạ Thiên và Tô Bối Bối, thuận tay trả ân tình, đưa một số hạt giống bao gồm luôn cả Lục Ngạc cho Tô Bối Bối, nói chỉ cần tưới nước 7 ngày, Lục Ngạc tất nhiên sẽ khôi phục. Tô Bối Bối cảm thấy hiếu kỳ, bắt đầu trồng thử, sau đó, mỗi ngày nàng đều tưới nước. Ban đầu, hạt giống này cũng mọc rễ nảy mầm, chẳng khác nào những đóa hoa bình thường khác. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, sân thượng tầng cao nhất đã biến thành đại thụ che trời, trên cây kết ra một quả, bên trong chính là Lục Ngạc. Dựa theo quy củ của thần tộc, ai tưới nước cho hạt giống, người đó chính là chủ nhân. Lục Ngạc tự nhiên trở thành thị nữ cho Tô Bối Bối. Tuy nhiên, Tô Bối Bối cũng không thu Lục Ngạc làm thị nữ, mà yêu cầu nàng làm trợ lý. Thời gian trước, Lục Ngạc được phái đến thành phố Thiên Hải làm giám đốc chi nhánh một công ty mới mở. Đương nhiên, người trong công ty đều cho rằng, đây chẳng qua chỉ là tính ham mê thu thập mỹ nữ của Tô Tổng phát tác, cũng không có phản ứng quá lớn. Người có quen biết với nàng ta trước đây à? Tô Bối Bối nghe nữ nhân tóc xanh nói, liền hỏi Lục Ngạc. Hiện tại, tính cách của Lục Ngạc không còn càn rỡ, ngang ngược như lúc trước. Nghe xong, nàng đáp, đúng là có quen biết. Trước kia, ta là thị tỳ của Hoa Thánh Nữ, thường xuyên giao lưu với những người có quan hệ với địa tâm thần tộc. Nữ nhân kia là tộc nhân của kiếm tộc Thụ Giới Sơn, cũng được xem là túc địch của Hoa Thần tộc ta. Loạn quá, Tô Bối Bối lắc đầu, hoàn toàn chẳng có hứng thú với ân oán giữa những bộ tộc trong địa tâm thần tộc. Nàng nhìn nữ nhân tóc xanh, nói đi, Dạ Ngọc Mị, còn có Isabella đang ở đâu? Ta cũng không tin hai người bọn họ bị bắt. Ha ha, người tin hay không không quan trọng, nữ nhân tóc xanh bị trói, cũng không bối rối, ngược lại còn cười to, dù sao, trong 20 phút, Hạ Thiên còn chưa đến nơi này, hai người bọn họ nhất định sẽ chết. Người không tin thì cứ yên lặng ở đó chờ kết quả đi. Tô Bối Bối xác thực không muốn thử không tin, nhưng vẫn không thể tin được lời nói của nữ nhân này. Dạ Ngọc Mị và Isabella nói thế nào cũng là tu tiên giả độ kiếp kỳ. Tại sao có thể tùy ý mặc cho người ta định đoạt được chứ? Nô gia biết người muốn nói cái gì? Nữ nhân tóc xanh cười khẽ, người có phải muốn nói tu vi của hai người đó cao thâm, tại sao lại bị chúng ta bắt được phải không? Tô Bối Bối bị nhìn thấu suy nghĩ trong lòng, không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn không hề có biểu hiện gì, ta chỉ là đang nghĩ, nếu ngươi đã biết Hạ Thiên, chẳng lẽ ngươi không biết hắn ghét nhất là bị người khác uy hiếp hay sao? Những người đã từng uy hiếp hắn, hiện tại cỏ trên mộ phần đã cao hơn mấy trượng rồi đấy. Đây không phải uy hiếp, chỉ là muốn nhờ Hạ Thiên giúp cho một chuyện. Nữ nhân tóc xanh cười khẽ, biểu hiện có chút xem thường, chẳng qua, vì phòng ngừa hắn từ chối, chúng ta liền mời Dạ Ngọc Mị tiểu thư, còn có Isabella tiểu thư đến thế giới địa tâm làm khách. Tô Bối Bối nhịn không được cười nhạo một tiếng, phương thức hợp tác của các ngươi đúng là độc đáo. Nếu các ngươi thành tâm thành ý đến nhờ hỗ trợ, có lẽ ta sẽ thay các ngươi năn nỉ Hạ Thiên, nhưng tư thái tự cho là đúng này của các ngươi lại khiến ta cảm thấy có ác cảm. Có ác cảm hay không thì tính là gì, có tác dụng là được. Nữ nhân tóc xanh khinh thường nói, các ngươi hiển nhiên không có khả năng không để ý đến an nguy của bọn họ. Cho nên lần hợp tác này nhất định sẽ thành, cái khác, cũng không đáng kể. Các ngươi không sợ Hạ Thiên sang năm đòi nợ các ngươi sao? Tô Bối Bối cười lạnh. Đây cũng không tính là nợ, nữ nhân tóc xanh vô cùng tự tin nói. Về phần tại sao không phải là nợ, nàng ta cũng không nói. Tô Bối Bối hỏi, các ngươi không lo lắng mình sẽ chết sao? Nô gia sẽ không chết, nữ nhân tóc xanh cười khẽ, địa tâm thần tộc chúng ta có thể chất khác biệt với nhân loại các ngươi. Điều này, ngươi hẳn đã lĩnh giáo qua mới đúng chứ? Nói đến đây, ánh mắt của nàng ta liếc nhìn Lục Ngạc. Tô Bối Bối hơi cau mày. Nếu như vậy,
nữ nhân trước mắt thật đúng là không dễ xử lý. Người này không thể giết được, dù sao, bây giờ tung tích của Dạ Ngọc Mị và Isabella đúng là không rõ. Nếu chẳng may hai người đó thật sự nằm trong tay bọn họ, vậy thì ném chuột vỡ bình rồi. Đương nhiên, cũng không thể mặc nàng ta bài bố được. Bằng không, những người thu tiên như Tô Bối Bối chẳng phải mất mặt lắm sao. Hơn nữa, các ngươi cũng không vây khốn được ta đâu. Lúc này, trên cánh tay nữ nhân tóc xanh đột nhiên mọc ra nhánh cây vô cùng bén nhọn, cắt đứt dây leo đang trói trên người của mình, nếu là Hoa Ánh Lục ra tay, có lẽ còn có thể trói ta. Ngươi chỉ là một thị tỳ, còn không có bản lãnh đó đâu. Ngươi nói cái gì? Lục Ngạc có chút không phục, tiến lên hai bước định ra tay lần nữa. Nữ nhân tóc xanh hừ lạnh một tiếng, rút một cây xương sườn trước ngực ra, biến thành một thanh quái kiếm vô cùng sắc bén. Chút mánh khóe này của hoa thần tộc các ngươi đối với kiếm tộc chúng ta hoàn toàn không có tác dụng gì. Vậy để ta trói ngươi lại lần nữa. Lục Ngạc vặn người tiến lên, nhấc chân đạp về phía cổ nữ nhân tóc xanh. Nữ nhân tóc xanh dùng cánh tay trái đỡ được một cước này, tiếp theo tay phải nhặt kiếm đâm thẳng vào ngực Lục Ngạc. Lục Ngạc biến sắc, chiêu thức của nàng đã quá hạn, không kịp biến chiêu, một kiếm này có thể đâm xuyên tim của nàng. Mặc dù người của hoa thần tộc không chết theo nghĩa thông thường, nhưng trở về hạt giống quá nhiều lần, tố chất cơ thể và năng lực sẽ giảm xuống, cuối cùng sẽ biến thành một hạt giống bình thường, chỉ khi nào nhận được chiếu rọi của hoa tổ thần hạch 10 năm mới có thể một lần nữa ẩn dục linh trí. Nàng không muốn biến thành như thế. Bành! Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Bối Bối ra tay, một cước đạp bay nữ nhân áo xanh ra ngoài. Khí lực lớn thật, nữ nhân tóc xanh rút lui đến khoảng cách mấy mét, thiếu chút nữa đâm vỡ vách tường bay ra ngoài, không biết bản lãnh khác của ngươi thì như thế nào. Nói xong, nàng ta đằng không bay lên, xoay người phóng đến Tô Bối Bối. Kiếm trong lòng bàn tay nàng ta thế không thể đỡ, kiếm ảnh như lưới, kiếm khí sinh ra chém rách trang trí trong phòng. Làm hỏng đồ nhà người khác phải bồi thường đấy, Tô Bối Bối bất mãn nói. Là các ngươi ra tay với nô gia trước, tiếng cười không chút kiêng kỵ của nữ nhân tóc xanh vang lên, nếu ta không cho các ngươi một bài học, các ngươi sẽ cho rằng nô gia dễ ăn hiếp. Trong tay Lục Ngạc lại bay ra mấy đoạn dây leo, kết quả còn chưa chạm được người của nữ nhân áo xanh đã bị kiếm khí chém cho thất linh bát lạc. Ánh mắt Tô Bối Bối ngưng lại, lạnh lùng nói, cút sang một bên cho ta. Hai tay nàng cắm xuống bên trong kiếm võng, bắt lấy đầu nữ nhân tóc xanh. Ném thật mạnh xuống đất. Bành! Lực đạo trực tiếp từ tầng cao nhất rót xuống lòng đất. Các nhân viên và khách trong từng tầng đều ngẩng đầu lên, không biết chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, cao ốc thần y kiên cố vô cùng, rễ cây đại thụ tầng cao nhất cũng đã sớm quấn lấy cả tòa nhà. Nữ nhân tóc xanh cũng không nhận thua, ngược lại còn bị khơi dậy hung tính, trong lòng bàn tay bay ra hơn 10 thanh phi đao. Tô Bối Bối chỉ có thể né tránh. Lục Ngạc cũng không dám đến gần. Ha ha, để ta xem các ngươi có thể trốn đến lúc nào. Nữ nhân tóc xanh nhếch miệng cười gằn, trên người còn xuất hiện thêm mười mấy thanh kiếm sắc bén. Hôm nay, ta sẽ phá hủy tòa nhà này, xem như cho các ngươi một bài học nho nhỏ. Không đợi Tô Bối Bối kịp phản ứng, hơn 10 thanh kiếm đón gió dài ra, đâm thẳng đến trước mắt. Rắc! Chỉ nghe một tiếng vang giòn, đống kiếm kia đồng thời đứt đoạn. Vỡ thành mảnh vụn đầy đất. Này, người muốn ăn đòn đúng không? Lại dám làm loạn chỗ ở của ta như vậy. Tiếp theo, một âm thanh lười biếng vang lên, trong giọng nói thể hiện thái độ cực kỳ khó chịu, nếu ngươi không khôi phục chỗ này lại như cũ, bây giờ ngươi có thể đi chết. Sao? Nữ nhân tóc xanh quay người nhìn lại, đánh giá người đến, ngươi chính là Hạ Thiên. Ta chính là Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên vẫn dáng vẻ lười biếng như cũ, chỉ là ánh mắt lộ ra sự tức giận, ai cho ngươi lá gan dám ra tay với bối nha đầu chứ? Nữ nhân tóc xanh cười lạnh một tiếng, là nàng ta gây chuyện với nô gia trước, a. À. Chỉ tiếc rằng, còn chưa nói xong, trên mũi đã chịu một quyền. Nữ nhân tóc xanh không khỏi đưa tay lên mũi sờ một cái, đột nhiên nhìn thấy máu màu xanh, biểu hiện trên mặt không khỏi thay đổi, cả giận nói, ngươi dám đánh ta. Chẳng lẽ ngươi quên mất, hai nữ nhân của ngươi còn ở trong tay chúng ta, à? Hạ Thiên trả lời nàng ta bằng một nắm đấm. Lần này, hắn đánh nàng ta thất khiếu chảy máu,
thậm chí còn có chút mơ hồ không rõ. Dừng tay. Giọng nói mềm mại đáng yêu của nữ nhân tóc xanh biến mất, thay vào đó là tiếng kêu khàn khàn, sắc lạnh lẫn the thé. Ngươi còn dám đụng đến một sợi lông của ta, ta sẽ phát ra tín hiệu, để bọn họ giết nữ nhân của ngươi, a. Trả lời nàng ta vẫn là nắm đấm như cũ. Nếu ngươi không muốn mạng của bọn họ, vậy ta sẽ thành toàn, ơ. Hai mắt nữ nhân tóc xanh sáng lên ánh sáng màu xanh kỳ lạ đột nhiên tiêu tán. Hạ Thiên nhếch miệng, mấy uy hiếp ngớ ngẩn này đối với ta chỉ có một con đường chết. Nhất là bắt nữ nhân của ta uy hiếp ta lại càng không có chỗ để thương lượng. Còn tín hiệu, ngươi đừng nghĩ đến chuyện phát đi. Bây giờ, não của ngươi đã bị ta khống chế. Nói xong, hắn nhấc tay chụp vào đỉnh đầu nữ nhân tóc xanh. Ngân châm trong lòng bàn tay như không dễ cắm vào. Lục Ngạc, người đi làm việc đi. Tổ Bối Bối khoát tay với Lục Ngạc, nơi này có ta là được rồi. Lục Ngạc gật đầu, không nói thêm câu nào, hơi khom người với Tổ Bối Bối một chút rồi rời đi. Đợi nàng rời đi xong, một bóng người xuất hiện trong phòng, chính là Hoa Ánh Lục. Ngươi sợ gặp nàng ấy à? Tổ Bối Bối có chút buồn cười nhìn Hoa Ánh Lục, gương mặt hiện lên vẻ thích thú. Hoa Ánh Lục đáp, trước kia nàng ta cũng chỉ là thị tỳ của ta, là ta đưa nàng ấy cho ngươi, ta sợ nàng ấy làm gì. Chỉ là để tránh xấu hổ, có thể không cần gặp mặt thì tốt hơn. Tùy ngươi. Tổ Bối Bối thuận miệng nói một câu, sau đó nói với Hạ Thiên, ngươi có hỏi Dạ Ngọc Mị và Isabella ở đâu không? Hạ Thiên lắc đầu, nàng ấy không biết. Thế hạ gục nàng ấy chẳng phải vô ích sao? Tổ Bối Bối sửng sốt. Nếu chẳng may bọn họ bị bắt thật, bây giờ có khi bọn họ gặp nguy hiểm thật thì sao? Không nói trước bọn họ có năng lực đó hay không? Hoa Ánh Lục cười nhạo, khinh thường nói, muốn cầu cạnh Hạ Thiên, lại còn bắt cóc nữ nhân của hắn, người có thể làm được chuyện này, hoàn toàn không có quyết đoán giết con tin. Hạ Thiên lập tức thu hồi ngân châm, không phải quyết đoán hay không, chỉ là một đám ngớ ngẩn đầu óc có bệnh mà thôi. Vậy ngươi có tìm được tin tức nào hữu dụng không? Tô Bối Bối hỏi. Hạ Thiên đáp, bọn họ đích thật đã phái người tiếp xúc với muội muội chân dài và vợ sát thủ, nhưng có thành công hay không, nữ nhân này cũng không biết. Nàng ta chỉ đến diễn kịch mà thôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Tô Bối Bối mờ mịt hỏi. Trước đó, muội muội chân dài ở tiểu tiên giới chờ tin tức, vợ sát thủ hẳn vẫn còn ở đảo Cuồng Hoan. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta đến hai nơi này kiểm tra thì biết thôi. Tổ Bối Bối suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta chia nhau ra hành động đi. Ngươi đến tiểu tiên giới kiểm tra, ta đến đảo Cuồng Hoan. Không cần đâu, đến hai nơi này cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Hạ Thiên nói, nàng đến đảo Cuồng Hoan có một mình, nếu chẳng may gặp phải mấy tên ngớ ngẩn, nàng ứng phó được không? Tổ Bối Bối nói, có cái gì mà không ứng phó được? Trước khi ngươi đến, không phải nữ nhân này đã bị ta chế phục sao? Chứ không phải nữ trợ lý của nàng chế phục à? Hạ Thiên nói. Cũng giống nhau thôi. Tổ Bối Bối không vui khi nghe lời Hạ Thiên nói, ngươi nói vậy là có ý gì? Ý ngươi nói ta không giải quyết được nữ nhân đó sao? Ta cũng không phải là chưa từng đến đảo Cuồng Hoan. Hạ Thiên lười biếng trả lời, chỉ sợ nàng đến đó trúng kế của người khác mà thôi. Như vậy đi, ta và Tô Tiểu Thư đến đảo Cuồng Hoan một chuyến. Hoa Ánh Lục lên tiếng, ta hiểu bọn họ khá rõ. Có ta ở đây, cho dù có cạm bẫy gì cũng có thể rất nhanh nhìn ra. Đã nói đến nước này rồi, Hạ Thiên cũng không có lý do gì để từ chối, có gì không ổn, nhớ gửi tin cho ta biết. Có cái gì không ổn, chúng ta cũng có thể giải quyết. Tô Bối Bối là người không thích yên tĩnh, nàng thích những chuyến đi mạo hiểm. Vừa nghe Hạ Thiên cho phép nàng có thể ra ngoài, nàng không khỏi vui vẻ hơn. Nàng đã quên mất một việc, đó chính là nếu nàng muốn đi đâu, nàng có thể đi, cũng không cần Hạ Thiên phải cho phép. Nữ nhân này xử lý như thế nào? Tô Bối Bối chỉ vào nữ nhân tóc xanh đang nằm dưới đất. Hoa Ánh Lục đề nghị, chỉ bằng giữ lại nàng ta, cũng tiện bàn điều kiện với kiếm chi tộc. Không cần. Hạ Thiên nói, nàng ta chết rồi. Chết rồi. Tô Bối Bối không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nàng tiến lên kiểm tra nữ nhân tóc xanh, quả nhiên đã không còn khí tức, dưới mũi còn có một vũng máu màu xanh.
Nàng không khỏi quay sang nhìn Hạ Thiên, sát tính của ngươi lớn như vậy từ khi nào thế? Hạ Thiên trừng Tô Bối Bối, bối nha đầu, con mắt nào của nàng thấy ta giết? Thế không phải vừa rồi ngươi giết sao? Tô Bối Bối ngẩn ra, ngươi không phải châm cho nàng một châm à? Hạ Thiên nói, đó chẳng qua chỉ dùng để siêu hồn mà thôi. Hoa Ánh Lục không khỏi có chút hoài nghi nhìn Hạ Thiên. Một châm vừa rồi, khí thế cường đại. Nếu người không bị đánh chết, có quỷ mới tin. Nàng ta tự sát. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta không cần thiết phải nói dối, xưa nay cũng không có nói dối. Tô Bối Bối khịt mũi coi thường Hạ Thiên, ngươi nói dối. Bối nha đầu, hình như lâu rồi nàng không có bị đánh, thành ra mông bị ngứa đúng không? Hạ Thiên bất mãn nói. Ngươi đừng có làm loạn. Tô Bối Bối giật mình, liên tiếp lui về phía sau, thối lui đến bên cửa sổ, lập tức nhảy lên, để lại một câu ta xuất phát trước. Hoa tiểu thư, người đuổi theo ta đi. Rất nhanh, người đã không còn thấy bóng dáng. Hoa Ánh Lục tiến đến trước mặt Hạ Thiên, nhẹ giọng nói, địa tâm thần tộc, ngoại trừ một số cường giả, đa số tộc nhân đều sợ minh hỏa và cường quang. Hạ Thiên trả lời, cái này ta biết. Vậy ta xin phép cáo từ. Hoa Ánh Lục không nói thêm câu nào, lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ, rồi biến mất chẳng thấy đâu. Một lát sau, Hạ Thiên lại ngáp một cái. Sau đó nói, đừng núp nữa, ra đi. Bên trong gian phòng vẫn yên tĩnh, cũng không có ai trả lời. Hạ Thiên thuận miệng cảnh cáo một câu, ta đếm đến ba. Nếu ngươi còn không ra, ta sẽ trực tiếp xử lý ngươi. Một, hai. Còn chưa đếm đến ba, một bóng người xuất hiện, phong thái yểu điệu đứng trước mặt Hạ Thiên, giác quan của ngươi nhạy cảm hơn trước không ít. Ngươi ở đây làm gì? Hạ Thiên nhìn người đến. Người đến chính là Tô Mộng Lệ. Hai, sau khi được tách ra, ta cũng thối lui khỏi thiên cung. Bây giờ ta chẳng còn việc gì để làm. Gương mặt Tô Mộng Lệ hiện lên sự tiêu điều, trước kia bận rộn đã quen, chỉ cần tuân theo ý chí của nàng ấy, nơi này gây chuyện, nơi đó đứng xem trò cười, cuộc sống khá phong phú. Bây giờ ta thấy rất trống rỗng, chẳng biết mình là ai, muốn đi đâu, nên làm gì. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi đang xem ta là bác sĩ tâm lý à? Ngươi không phải thần y sao? Ngươi hẳn cũng có thể trị bệnh tâm lý chứ? Tô Mộng Lệ cười ha hả nhìn Hạ Thiên, huống chi, là ngươi bảo nàng ấy tách ta ra. Ta nhất định phải ỷ vào ngươi rồi. Bệnh tâm lý đương nhiên có thể trị. Hạ Thiên khinh thường, lấy ra một cây ngân châm, chỉ cần một châm đâm xuống, đảm bảo về sau ngươi sẽ không còn bất cứ vấn đề tâm lý nào nữa. Này, ngươi không phải chữa bệnh, đây rõ ràng là muốn giết ta. Tô Mộng Lệ giật mình, lùi lại mấy bước, có chút cảnh giác, ngươi không phải muốn thừa cơ thay đổi suy nghĩ của ta chứ. Hạ Thiên có chút không kiên nhẫn nói, ngươi muốn nói gì thì nói nhanh lên. Ta không có thời gian ở đây nói nhảm với ngươi đâu. Hai, ngươi đã không thích ta, tại sao lại bảo ta và nàng ấy tách ra chứ? Tô Mộng Lệ có chút không hiểu. Ta đích thật không thích ngươi, nhưng ta cảm thấy ngươi rất thú vị, hẳn có thể trở thành một người độc lập. Hạ Thiên vẫn hờ hững như cũ, cho nên, lúc đó ta mới thuận miệng nói như vậy. Tô Mộng Lệ nói, ngươi tự tiện để ta làm một người độc lập, ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm đến cùng. Mặc kệ ngươi. Hạ Thiên ngáp một cái, ta muốn đến tiểu tiên giới xem một chút, ngươi cứ tự tiện. Tô Mộng Lệ thấy Hạ Thiên không còn kiên nhẫn, được rồi. Không dây dưa với ngươi nữa. Ta đến là để nói cho ngươi một tin tức. Nói đi. Hạ Thiên nói. Ngươi hình như đang bị một tổ chức có lịch sử cực kỳ lâu đời theo dõi. Tô Mộng Lệ nhẹ giọng nói, ta vừa mới tiếp xúc những người kia, đang định làm nội ứng tiến vào tìm hiểu, xem bên trong là tình huống gì. Chỉ chuyện này thôi sao? Hạ Thiên hoàn toàn khinh thường những thứ này. Mấy năm gần đây, tổ chức để mắt đến hắn không có một vạn thì cũng có 8, 9 ngàn. Sao ngươi có thể nói như vậy chứ? Tô Mộng Lệ phản đối, tổ chức này với địa tâm thần tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ, ngươi có lẽ không sợ bọn họ nhưng các nữ nhân của ngươi không phải ai cũng có năng lực tự vệ. Hạ Thiên nhếch miệng, vậy ngươi móc cái tổ chức rách nát đó ra, sau đó xử lý toàn bộ. Cho nên, ngươi muốn đào bọn họ ra, ngươi nhất định phải cần nội ứng là ta. Tô Mộng Lệ vừa cười vừa nói. Hạ Thiên nói, ngươi thích thì cứ đi, không cần báo cáo với ta.
ta đương nhiên không cần báo cáo với ngươi rồi. Tô Mộng Lệ thành khẩn nói, ta đến là để bàn với ngươi chuyện phần thưởng. Nếu ta có thể móc tổ chức này ra, ngươi nhất định phải thu ta làm nữ nhân của ngươi. Đến giờ mà ngươi vẫn còn nghĩ mình đẹp lắm sao? Lại còn thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta. Hạ Thiên bất mãn nói. Tô Mộng Lệ cười nói, ngươi không phải đệ nhất soái ca à? Thèm nhỏ dãi ngươi có cái gì không đúng? Không thể không nói, phẩm vị và phong cách của ngươi rất cao. Hạ Thiên nói, nhưng ngươi không đủ xinh đẹp, cho nên ngươi quên chuyện kia đi. Tô Mộng Lệ thật sự không hiểu, vì sao một cơ hội nhỏ nhoi ngươi cũng không cho ta. Ta nghe nói, trước kia ngươi có một nữ nhân tên Ninh Khiết, cũng không đẹp mà. Không phải về sau cũng trở thành vợ của ngươi sao? Hơn nữa ngươi còn giúp nàng ấy trở nên xinh đẹp hơn. Ta muốn chỉnh ngươi một chút. Hạ Thiên nghiêm túc nói, nàng ấy không xấu, chỉ là có chút tỉ vết. Hơn nữa nàng ấy đã từng cứu mạng ta, cho nên ta giúp nàng ấy loại bỏ tỉ vết đó. Nhưng ta cũng đã từng cứu mạng ngươi mà. Tô Mộng Lệ bắt đầu so sánh, hơn nữa còn không chỉ một lần. Ở trên biển, ở Trung Nam Sơn. Hạ Thiên phản bác, ngươi chỉ là đang nhắc nhở ta mà thôi, nhưng cho dù ngươi nhắc nhở, ta cũng xem như không có chuyện gì. Vậy ngươi tuyệt không nhận tình của ta, ngay cả chuyện ta giúp ngươi, ngươi cũng không thừa nhận. Tô Mộng Lệ có chút không kềm được, bắt đầu nức nở, ta thật sự kém như vậy sao, làm sao cũng khiến ngươi không vừa mắt. Ta đã hạ thấp tự tôn của mình cũng không nhận được sự ưu ái của ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng nói, kỹ xảo của ngươi dở quá, đừng giả bộ nữa. Hai, được rồi, ngươi đúng là một tên thẳng nam đáng chết. Tô Mộng Lệ quả nhiên ngưng thút thít, lắc đầu nói, ta thuận tiện nói cho ngươi biết một tin, Dạ Ngọc Mị không biết đi đâu, nhưng Isabella đúng là đã bị bắt. Ngươi nghe ai nói? Hạ Thiên nghe xong, không khỏi hỏi ngược lại. Tại sao ngươi biết là ta nghe nói? Tô Mộng Lệ có chút ngoài ý muốn, mà không phải là ta tận mắt nhìn thấy. Ban đầu, nàng tưởng Hạ Thiên sẽ hỏi nàng chi tiết cụ thể, nghĩ không ra hắn đã nhìn thấu được nơi phát ra tin tức của nàng. Khi đó, ngươi vẫn còn ở bên trong bí cảnh thiên cung. Hạ Thiên thuận miệng đáp, trừ phi ngươi có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, nhưng đáng tiếc ngươi không có. Tô Mộng Lệ cũng hiểu được. Nàng được cung chủ thiên cung tách ra sau khi gặp Hạ Thiên bên trong bí cảnh thiên cung, mà khi đó Dạ Ngọc Mị cùng với Isabella hẳn đã gặp nguy hiểm rồi. Nàng tất nhiên không có khả năng biết tình huống cụ thể của Dạ Ngọc Mị và Isabella. Nếu không tận mắt nhìn thấy, vậy cũng chỉ có thể nghe nói mà thôi. Đúng là nghe nói, Tô Mộng Lệ gật đầu thừa nhận, về phần là ai, tạm thời ta không thể nói cho ngươi biết được. Ta còn phải tìm hiểu nội tình của người đó nữa. Chờ ta moi ra được thứ mà ta muốn biết, ta giao người đó cho ngươi, như thế nào? Hạ Thiên hoàn toàn chẳng quan tâm, tùy ngươi. Chẳng lẽ ngươi tuyệt không quan tâm tin tức này là thật hay giả sao? Tô Mộng Lệ thấy Hạ Thiên đứng dậy muốn rời đi, không khỏi có chút cảm thấy kỳ quái, nói không chừng ta có thể từ miệng người kia biết được Isabella ở đâu thì sao? Không cần nghĩ cũng biết tin tức này là giả. Hạ Thiên nhếch miệng. Muội muội chân dài và vợ sát thủ đều là độ kiếp kỳ. Cho dù đánh không lại Võ La Thần Quân, muốn tránh thoát vẫn có khả năng. Huống chi, tên Võ La Thần Quân rất nhanh đã đến bí cảnh, cũng không tốn thời gian quá nhiều ở bên ngoài. Tô Mộng Lệ có chút không hiểu nhìn Hạ Thiên, hiện tại nữ nhân của mình tung tích không rõ, cũng không có tung tích, ngươi tuyệt không sốt ruột, tuyệt không lo lắng sao? Hay là ngươi người thì đa tình, thật ra lại là người vô tình? Hạ Thiên nhếch miệng, bây giờ ta nên khóc lớn, rồi làm loạn, ăn không ngon, ngủ không yên, vậy ta mới được xem là biểu hiện bình thường. Đúng, ít nhất người khác nhìn vào mới thấy nó phù hợp. Tô Mộng Lệ gật đầu, người quá bình tĩnh, cảm giác giống như người không có tim. Hạ Thiên có chút không thể nói nổi, người khác thấy thế nào, liên quan gì đến ta. Xưa nay ta không quan tâm suy nghĩ của kẻ ngốc. Tô Mộng Lệ còn đang định nói tiếp cái gì đó, Hạ Thiên đã mất kiên nhẫn. Ngươi không cần nhiều lời nữa. Hạ Thiên tiến lên nắm lấy vai Tô Mộng Lệ, nếu ngươi còn muốn kéo dài thời gian của ta, ta có thể nói thẳng, ngươi không cần làm nhiều chuyện như vậy. Miệng Tô Mộng Lệ giật giật, nhưng cũng không phát ra âm thanh nào, nếu đã bị ngươi phát hiện, ngươi có thể giúp ta không? Không cần phải như vậy. Khi nói chuyện với ta,
không ai có thể nghe lén được. Hạ Thiên lười biếng trả lời, đồng thời giữa ngón tay lộ ra một cây ngân châm, đâm vào người Tô Mộng Lệ hai lần, còn nữa, về sau tìm ta nhờ giúp đỡ, ngươi cứ trực tiếp lên tiếng, không cần thiết phải quanh co lòng vòng. Quẹ, Tô Mộng Lệ bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn, há miệng phun ra một ngụm máu, bên trong còn có một thứ to bằng hạt đậu. Nàng thấy vậy, lập tức nhấc chân nghiền nát hạt đậu kia thành mảnh nhỏ, sau đó thở phào một hơi, phù, thoải mái hơn rồi. Hạ Thiên hờ hững nói thẳng đi, chuyện gì xảy ra vậy? Trán Tô Mộng Lệ đổ mồ hôi lạnh, nhìn xung quanh, xác định không phát hiện được điểm gì bất thường, lúc này mới chịu lên tiếng, thủ lĩnh tổ chức kia là một lão yêu bà, hơn nữa còn có năng lực kỳ quái. Chỉ cần bắt người khác nuốt vào một hạt giống, bà ta có thể nghe lén người này nói chuyện với người khác. Lão yêu bà đó ở đâu? Hạ Thiên hỏi. Tô Mộng Lệ đáp, bà ta bảo ta kìm chân ngươi, để bà ta thuận tiện thiết lập cạm bẫy ở tiểu tiên giới chờ ngươi. Hạ Thiên khó chịu nói, ngươi đúng là không nghe lời. Ngươi cứ để ta đến tiểu tiên giới, bây giờ bà ta cũng đã chết, ngươi cũng không cần chịu tội. Không được. Tô Mộng Lệ thành thật nói, ta nhất định phải đến gặp ngươi, nhắc nhở ngươi một chút, lão yêu bà kia thật không đơn giản. Nếu trước khi đối kháng ngươi không hiểu rõ bà ta, ngươi rất có khả năng trúng chiêu của bà ta. Trúng chiêu thì như thế nào? Ta cũng có thể xử lý bà ta như bình thường. Hạ Thiên hoàn toàn tự tin đối với bản thân. Tô Mộng Lệ nghe xong, cười khổ một tiếng, trên người bà ta hẳn có mảnh vỡ ý chí trái đất, cho nên bà ta rất quỷ dị, cũng khó bắt được. Cho dù ngươi đã khôi phục tu vi độ kiếp kỳ, nhưng ngươi sống ở trái đất, dính qua bụi khí sơn thủy ở đây, nhiều khi sẽ bị trúng chiêu trong nháy mắt. Hạ Thiên ngược lại cũng không phủ nhận điều này. Hắn đã sớm phát hiện bên trong mảnh vỡ ý chí trái đất có khí tức pháp tắc. Hơn nữa, mảnh vỡ trên người lão yêu bà đó hẳn không nhỏ. Tô Mộng Lệ trịnh trọng nói với Hạ Thiên, nếu không, ta cũng không dễ trúng chiêu như vậy. Không sao. Bây giờ ta đi xử lý bà ta, Hạ Thiên chẳng thèm quan tâm. Hắn nhất định phải đến tiểu tiên giới, mặc kệ Dạ Ngọc Mị có còn ở đó hay không, hắn cũng phải đến đó xem xét một phen. Tô Mộng Lệ nói, được, vậy ta đi cùng ngươi. Hạ Thiên cũng không phản đối, chỉ phóng người lên, trong nháy mắt đã không thấy đâu. Tô Mộng Lệ lập tức đi theo. Nửa tiếng sau, cửa phòng một lần nữa được đẩy ra. Lục Ngạc bước vào. Nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất, chậm rãi ngồi xuống, tay không cắm vào tim nữ nhân tóc xanh, moi ra một hạt giống màu xanh, chậm rãi bỏ vào miệng của mình. Rất nhanh, thi thể nữ nhân tóc xanh biến thành một đống tro bụi, tiêu tán theo gió. Tiểu tiên giới, thiên ngoại thiên. Nơi này đã biến thành phế tích, phần lớn trận pháp đã không cách nào vận hành. Càng đáng sợ hơn chính là, không gian nơi này còn bị vặn vẹo. Lộ ra 10 khe nứt không gian to nhỏ. Sở dĩ nơi này có nhiều trận pháp như vậy, một phần nguyên nhân chính là để che giấu hoặc tu bổ những khe nứt này. Lúc này, một số tu tiên giả tiểu tiên giới đã được đưa đến nơi này. Đương nhiên, cơ thể bọn họ đều bị khống chế, không thể tự chủ. Ngô Bách Trương, Tiêu Chính Dương, Hỏa Cửu Linh cũng có mặt. Hồi bẩm bà tổ, người không khuất phục chúng ta đều ở đây. Một nam nhân mặc thanh giáp lá sen chậm rãi bước đến trước mặt một nữ nhân cao gầy mặc váy đen, cúi người bẩm báo. Nữ nhân váy đen chậm rãi quay người, bên trong ánh mắt tràn ngập sự khinh thường. Bà ta cười khẽ, ta có chút hiếu kỳ vì sao các ngươi không muốn hiệu lực ta. Phi, ngươi thì tính là gì chứ? Ngươi cũng xứng để lão phu hiệu lực, mặc dù tuổi Ngô Bách Trương đã già nhưng xương cốt vẫn cứng rắn như cũ. Nữ nhân váy đen cười khẽ. Bỗng dưng vỗ tay một cái. Lúc này, Ngô Bách Trương đau đến trán đổ đầy mồ hôi, há miệng phun ra một ngầm máu tươi, cả người vô cùng suy yếu. Cần gì chứ? Nữ nhân váy đen mỉm cười, chậm rãi tiến lên, giơ chân dùng mũi giày cao gót hất cằm Ngô Bách Trương lên, ngươi giả bộ trung thần cái gì? Mấy chuyện thay đổi địa vị cũng không phải chưa từng làm qua. Phì! Ngô Bách Trương há miệng phun máu vào giày đối phương. Mắng to, người bớt làm bộ đi. Có ngon thì giết lão phu này, muốn ta phản bội sư phụ, tuyệt không thể. Tuổi đã cao, lại còn bái Hạ Thiên làm sư phụ. Người rốt cuộc là người không có ranh giới đạo đức gì cả. Nữ nhân váy đen đạp gót giày thật mạnh vào ngực Ngô Bách Trương,
sau đó từ từ ấn xuống, lạnh lùng nói, ngươi còn ở đây giả bộ với ta làm gì? Nếu đã thích giả như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. A, à, Ngô Bách Trương kêu thảm lên. Lúc này, Hỏa Cửu Linh nhìn không được liền quát, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Nữ nhân váy đen mỉm cười, quay sang nhìn Hỏa Cửu Linh, trên người ngươi có khí thức của Hạ Thiên, xem ra hắn rất coi trọng ngươi. Ngươi hẳn phải biết chút chuyện của hắn chứ? Hỏa Cửu Linh lạnh lùng nói, để ngươi thất vọng rồi. Ta cũng không phải nữ nhân Hạ Thiên, chuyện của hắn, ta hoàn toàn không biết gì cả. Không thể nào, nữ nhân váy đen có chút không tin tưởng lắm, Hạ Thiên háo sắc như thế, sẽ bỏ qua nữ nhân xinh đẹp như ngươi sao? Hỏa Cửu Linh đáp, nếu ngươi cho rằng Hạ Thiên chỉ là đồ háo sắc, vậy ngươi quá coi thường hắn rồi. Mà ngươi chắc chắn cũng sẽ bị hắn giết chết. Ha ha, nữ nhân váy đen nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng màu đen, không thể không nói, hắn cũng có bản lãnh thuần phục nữ nhân khá cao đấy. Người nào cũng đều trung thành tuyệt đối với hắn, khiến ta cũng có chút động tâm. Vậy ngươi sẽ không có cơ hội đâu. Hỏa Cửu Linh không khỏi châm chọc, dung mạo của ngươi quá xấu, nhất là hàm răng đen như vậy, xấu đến muốn mạng người khác. Nữ nhân váy đen cũng không ngại, ngược lại còn há to miệng, không hề che giấu cái hàm răng đen của mình, răng đen cũng không xấu mà, ngược lại còn là biểu tượng tôn quý. Ta cũng không phải nhuộm mà trời sinh đã như thế, nhưng muốn giữ cái màu đen này, ta nhất định phải dùng máu người chết bôi lên mỗi ngày. Ta thấy ngươi vẫn còn hoàn bích chi thân, vừa lúc đem ngươi ra sử dụng. Biến thái, Hỏa Cửu Linh vô thức run một cái, theo bản năng hơi sợ nhưng cũng cắn chặt răng, cũng không khuất phục. Nữ nhân váy đen lắc đầu, chậm rãi nói, được rồi, không chơi với các ngươi nữa. Tính toán thời gian, Hạ Thiên cũng sắp đến rồi. Lông mày Hỏa Cửu Linh nhăn lại, không khỏi có chút khẩn trương. Nàng biết nữ nhân này đã sớm thiết lập cạm bẫy ở các tầng tiểu tiên giới, đợi Hạ Thiên đến. Đáng tiếc, nàng không có cách ngăn cản. Cách đây không lâu, thiên ngoại thiên phát sinh vụ nổ lớn, thiếu chút nữa đánh tan tiểu tiên giới. Nàng lập tức liên hệ với mấy vị thiên vương vừa mới nhận chức đến thiên ngoại thiên xem xét tình huống. Tình huống còn chưa điều tra xong, nữ nhân váy đen xuất hiện, trong nháy mắt chế trụ bọn họ, còn cho bọn họ nuốt một hạt giống chẳng biết là gì. Sau đó, cơ thể của bọn họ không cách nào tự chủ được, chỉ có thể mặc cho nữ nhân kia bài bố. Mang những người này đi, coi như chất dinh dưỡng cho thần hạch. Nữ nhân váy đen dặn dò thuộc hạ, những người còn lại, chiếu theo kế hoạch mà tiến hành, nhất định phải lột từng miếng da Hạ Thiên xuống, ta muốn xem lớp lót bên trong của hắn là cái gì. Hắn rốt cuộc thật sự vô địch thiên hạ hay là có tiếng mà không có miếng. Sắc mặt và thân hình của đám người mặc thanh giáp lá sen đột nhiên thay đổi. Rất nhanh, bọn họ liền biến thành Ngô Bách Trương, Hỏa Cửu Linh. Khoan đã, ta đồng ý thay đổi địa vị, ta có thể làm chó của ngươi. Lúc này, Tiêu Chính Dương bỗng nhiên lên tiếng cầu xin tha thứ, chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng, cái gì ta cũng sẽ làm, bao gồm luôn cả việc lừa gạt Hạ Thiên. Cho dù các ngươi biến thành chúng ta, kiểu gì cũng sẽ lộ ra sơ hở, nhưng nếu do ta dẫn đầu, xác suất thành công không phải lớn hơn một chút sao? Tiêu Chính Dương, tên chó hoang ngươi, ngươi lại, phốc. Ngô Bách Trương tức đến mức bổ nhào về phía Tiêu Chính Dương, há miệng định cắn chết hắn ta, kết quả bị một cước, bay ra ngoài mấy chục thước. Nữ nhân váy đen chậm rãi thu chân, mỉm cười nói với Tiêu Chính Dương, rất tốt, vậy sẽ do ngươi dẫn đầu. Người đâu, dẫn hắn đến Động Thiên Bồng Lai để chờ. Sau khi những người khác được mang đi xong, nữ nhân váy đen tháo khăn che mặt xuống, hiện ra là mặt của Dạ Ngọc Mị. Không bao lâu sau, Hạ Thiên và Tô Mộng Lệ đã đến đỉnh ngọn núi tuyết. Mở ra một thông đạo, hai người bắt đầu tiến vào. Vừa tiến vào Động Thiên Bồng Lai, đối diện đã có mấy bóng người chạy vội đến. Thiên đế bệ hạ, rốt cuộc thì ngài cũng đã đến. Chúng thuộc hạ chờ ngài đã lâu, người dẫn đầu chính là Tiêu Chính Dương. Lúc này, biểu hiện của hắn ta có chút sợ hãi nhưng thái độ vẫn cung kính như cũ. Hạ Thiên nghe được hắn ta gọi mình, không khỏi cau mày, thứ gì vậy? Cái gì là thiên đế rồi bệ hạ? Hoặc gọi ta là Hạ Thiên, hoặc gọi ta là Hạ Thần Y, không thì gọi ta Hạ Tiên Sinh cũng được, nhưng xưng hô khác thì miễn đi. Gọi thẳng tên của ngài hình như không được cung kính cho lắm. Số lần Tiêu Chính Dương và Hạ Thiên liên lạc với nhau không nhiều,
nhất thời có chút xấu hổ, đành phải nói, thế thuộc hạ sẽ gọi là Hạ tiên sinh. Khoan đã, ngươi là ai? Lúc này, Hạ Thiên mới nhìn hắn ta một chút, ta và ngươi rất quen sao? Tiêu Chính Dương nghe xong, lại càng thêm lúng túng, gượng cười hai tiếng, sau đó giới thiệu, thuộc Hạ Tiêu Chính Dương, trước kia là. Được rồi, ta không hứng thú muốn biết ngươi là ai, cũng không muốn biết. Hạ Thiên nhếch miệng, khoát tay nói, nơi này cũng đã giao cho cửu nha đầu quản lý. Ngươi không cần thiết phải nói gì với ta, ta cũng không muốn nghe ngươi nói nhảm. Nói xong, hắn đằng không bay lên. Tiêu Chính Dương do dự một chút rồi đi theo, hô to với Hạ Thiên, khoan đã, Hạ tiên sinh, ta có chuyện quan trọng muốn hồi báo, a. À. Chỉ tiếc là, hắn ta còn chưa nói xong, người đã bị một bàn tay của Hạ Thiên quạt bay. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Nhất định phải để ta đánh ngươi mới chịu à? Hạ Thiên khó chịu trả lời một câu, sau đó lại tiếp tục đằng không bay lên, bay thẳng đến tầng cao nhất Thiên Ngoại Thiên. Tô Mộng Lệ kỳ quái nhìn những người kia, tiến hành cảnh cáo các ngươi tốt nhất đừng nên đi theo. Bằng không, các ngươi cũng chỉ có thể bị ăn đòn mà thôi. Những người kia thật sự ngừng lại, không một ai dám tiến lên. Có phải bọn họ có vấn đề hay không? Trong quá trình lên cao, Tô Mộng Lệ đã đuổi đến trước mặt Hạ Thiên, nhẹ giọng hỏi. Ta chẳng quan tâm hắn ta có vấn đề hay không, chỉ cần bọn họ đừng làm phiền ta, ta cũng lười phản ứng bọn họ. Hạ Thiên không hề lo lắng, nếu nhất định cứ muốn đến làm phiền ta, cho dù không có vấn đề, ta cũng sẽ giết không tha. Vậy thì có vấn đề vẫn tốt hơn. Khóe miệng Tô Mộng Lệ nhếch lên, như vậy, giết chết bọn họ cũng xem như thanh trừ tai họa ngầm. Cũng không oan uổng. Rất nhanh, hai người đã đến tầng cao nhất của tiểu tiên giới. Nơi này cũng có người đang chờ bọn họ, hơn nữa còn rất quen mặt. Sư tôn, ngươi quả nhiên đã đến. Chúng ta chờ đã lâu, chờ ngươi đến đây để xử lý. Người lên tiếng chính là trưởng môn tập tiên viện Ngô Bách Trương. Khi Hạ Thiên đến tiểu tiên giới cứu người, Ngô Bách Trương bởi vì không còn sống được bao lâu nữa, cho nên đã quy hàng Hạ Thiên. Thậm chí còn bái hắn làm sư phụ, nhường chức trưởng môn tập tiên viện cho Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên hoàn toàn chẳng có hứng thú với chức trưởng môn này, nhưng vì lúc đó có thể tiết kiệm thời gian đi cứu A Cửu, thuận tay gia tăng tuổi thọ cho lão nhân này luôn. Sau đó, lão đầu nhi này cũng có qua có lại, yêu cầu đệ tử trong viện phải gọi Hạ Thiên là sư tổ, tạo thành một sự thật cố định. Cho nên, sau khi Hạ Thiên giải quyết xong Huyền Dương Tiên Đế, nắm trong tay toàn bộ tiểu tiên giới, ông ta cũng nhờ thế mà nhận không ít chỗ tốt. Từ đó về sau, ông ta trở thành trung khuyển của Hạ Thiên, hơn nữa còn xem đây là vinh. A Cửu cũng rất tin tưởng lão nhân này, đề bạt ông ta lên làm một trong tứ đại thiên vương tân nhiệm tiểu tiên giới. Sự vụ ngày thường của tiểu tiên giới đều do một tay ông ta xử lý. Ngươi đang làm gì thế? Hạ Thiên hỏi. Hồi bẩm sư tôn. Ngô Bách Trương thấy Hạ Thiên không nói gì, lập tức giải thích, cách đây không lâu, Thiên Ngoại Thiên phát sinh chấn động dữ dội, Đồ Nhi lập tức dẫn người lên xem, phát hiện Dạ Nương Nương đã không thấy tăm hơi. Nơi này cũng bị tàn phá không chịu nổi. Tiếp theo, đột nhiên có một đám người từ đâu xông ra, một lời không hợp liền đại sát tứ phương. Đồ Nhi dẫn người đến bắt bọn họ, đang nhốt đằng trước, chuẩn bị thỉnh giáo sư tôn xem xử lý như thế nào. Để ta xử lý ngươi trước. Hạ Thiên có chút khó chịu nói. Ngô Bách Trương sửng sốt, có chút không hiểu, lời này của sư tôn là có ý gì. Hạ Thiên đáp, ta không rảnh chơi đùa cùng các ngươi. Ngươi gọi cái tên gây chuyện kia ra đây, đừng lãng phí thời gian của ta nữa. Ở ngay đằng trước, vừa nãy Đầu Nhi có nói rồi mà. Gương mặt Ngô Bách Trương hiện lên biểu hiện nghi hoặc, đưa tay chỉ đằng trước, sư tôn đến đó xem là biết thôi. Vì sao đám người ngu ngốc các ngươi cứ thích giả bộ nhỉ? Hạ Thiên thở dài, có chút bó tay, rõ ràng kỹ năng diễn xuất quá tệ, sơ hở cũng rõ ràng như vậy, lại còn nhất định phải giả bộ giống như không có chuyện gì phát sinh. Ngô Bách Trương cau mày nói, ta xác thực không biết sư tôn đang nói cái gì. Là chúng ta đã mạo phạm chỗ nào sao? Ngươi cứ việc diễn đi, nhưng ta không có hứng thú xem. Giữa tay Hạ Thiên lộ ra một cây ngân châm. Đâm thẳng vào mi tâm Ngô Bách Trương. A, à, Ngô Bách Trương vô thức muốn tránh đi, kết quả phát hiện ông ta không động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngân châm đâm về phía mình, sư tôn, ngươi làm cái gì vậy?
Rốt cuộc thì ta đã làm sai điều gì? Tại sao ngươi lại đối đãi với ta như thế, a? À. Lúc này, Tiêu Chính Dương cũng dẫn người chạy đến, lập tức hô lớn, hắn không phải Hạ Thiên Đế, là người khác giả mạo, mọi người mau bao vây hắn lại. Này, Hạ Thiên, có cần ta giúp ngươi giải quyết đám lâu la này không? Tô Mộng Lệ hỏi. Không cần, Hạ Thiên bĩu môi, cơ thể giống như quỷ mị xuyên qua những người này. Tiếp theo, bọn họ không thể động đậy được nữa, gương mặt cũng dần dần lộ ra diện mạo thật. Dáng dấp đúng là kỳ quái, Tô Mộng Lệ nói. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, sau đó quay sang nhìn Tô Mộng Lệ, đây chính là cạm bẫy mà ngươi nói, còn nói ta rất có thể sẽ trúng chiêu. Ngươi quá xem thường ta rồi, một cái bẫy ngớ ngẩn gì đâu. Có chút không đúng, Tô Mộng Lệ cau mày, chẳng lẽ năng lực như bức của lão yêu bà đó đã kéo đổ trí lực của bà ta? Hạ Thiên nhìn Tô Mộng Lệ giống như nhìn tên ngốc. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Chuyện vậy có liên quan gì đến ta đâu? Tô Mộng Lệ hơi phản cảm đối với ánh mắt như thế, ta cũng nghe được tin tức, lão yêu bà đó tuyệt đối vẫn còn ở đây, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nói không chừng đây chỉ là chướng nhãn pháp của bà ta. Các ngươi đang nói chướng nhãn pháp gì, ai là lão yêu bà? Trong lúc Tô Mộng Lệ đang lúng túng nói, một giọng nói lạnh lùng vang lên, tiếp theo một nữ nhân mặc váy đen, đeo mạng che mặt chậm rãi bước đến. Đúng đúng đúng, chính là bà ta. Tô Mộng Lệ nhìn thấy nữ nhân này, vội chỉ tay nói với Hạ Thiên, lão yêu bà trong tổ chức đó chính là bà ta cũng là người muốn đối phó ngươi. Hạ Thiên nhìn nữ nhân kia một chút, sau đó hỏi, muội muội chân dài, nàng đang làm cái gì thế? Mau bỏ khăn che mặt xuống đi. Nữ nhân váy đen cười khẽ, tiện tay tháo khăn che mặt xuống, tại sao chàng lại nhìn ra được là ta? Dạ Ngọc Mị, Tô Mộng Lệ nhìn thấy mặt nữ nhân này xong, không khỏi kinh ngạc kêu lên, không thể nào. Không, 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 ngươi nhất định không phải Dạ Ngọc Mị. Nữ nhân váy đen cười lạnh, ngươi nói không phải thì không phải sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tô Mộng Lệ lạnh lùng nói, ngươi đừng tưởng rằng mình biến thành dáng vẻ của Dạ Ngọc Mị thì có thể lừa được ta và Hạ, hả? Trong lúc nàng chất vấn, Hạ Thiên đã bước qua ôm eo của nữ nhân váy đen, vô cùng thân thiết nói, muội muội chân dài, nàng không phải không có việc gì sao? Tại sao lại giả bộ mất tích như vậy? Ta giả mất tích lúc nào chứ? Nữ nhân váy đen cười khẽ, có chút khó chịu nói, chỉ là có một số người hy vọng ta mất tích mà thôi. Hạ Thiên bất mãn nói, ai? Ai hy vọng nàng mất tích, để ta bắt người đó? Này, Hạ Thiên, ngươi không phải chứ? Tô Mộng Lệ nhìn thấy tình huống này, nhịn không được liền mắng, nàng ta chắc chắn không phải Dạ Ngọc Mị. Ngay cả ngươi mà cũng bị lừa. Ngươi có thể đi được rồi. Hạ Thiên có chút không kiên nhẫn nhìn Tô Mộng Lệ, ngươi không còn chuyện gì ở đây nữa. Tô Mộng Lệ khó tin hỏi, ngươi bảo ta đi. Hạ Thiên đáp đúng, ngươi không đi, thế ngươi ở lại đây làm gì? Ngươi, Tô Mộng Lệ bị lời nói của Hạ Thiên chọc giận, được, ta đi. Nói xong, nàng xoay người bỏ đi, một chút cũng không do dự. Hạ Thiên cũng chẳng phản ứng đối với chuyện này, chỉ ôm vòng eo nhỏ nhắn của nữ nhân váy đen, không ngừng thăm dò, muội muội chân dài, đã lâu như vậy không gặp, nàng hẳn có rất nhiều chuyện muốn nói với ta. Chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh tâm sự đi. Bên trong đầu óc của chàng chỉ toàn là thứ phế liệu màu vàng đó thôi sao? Nữ nhân váy đen đẩy tay Hạ Thiên ra, mất hứng nói, chàng tuyệt không quan tâm ta gặp phải chuyện gì sao? Vậy nàng đã gặp phải chuyện gì? Hạ Thiên hờ hững hỏi. Nữ nhân váy đen cười như không cười nhìn Hạ Thiên, sau đó lắc đầu, được rồi, nói cũng không có ý nghĩa gì. Ta dẫn chàng đi xem một số món đồ rất thú vị. Có thứ gì thú vị hơn so với nàng chứ? Hạ Thiên cười hỏi. Hai, nữ nhân váy đen cười khẽ, chậm rãi bước đến thư phòng của Huyền Dương Tiên Đế, chàng đi theo ta. Hạ Thiên không chút do dự đi theo. Khóe miệng nữ nhân váy đen nhếch lên, lộ ra nụ cười tự tin. Đến trước cửa thư phòng, nàng chậm rãi đẩy cửa, cất bước tiến vào. Xê Bàng đứng thất thần ra đó làm gì, mau vào đi. Nữ nhân váy đen phát hiện Hạ Thiên đứng im ngoài cửa không nhúc nhích, không khỏi thúc giục. Hạ Thiên hờ hững tiến vào. Chàng đang suy nghĩ chuyện gì thế? Nữ nhân váy đen bước đến trước bàn, nhẹ nhàng ngồi lên, bắt chéo chân, chàng giết Võ La Thần Quân,
ta dự định khao chàng một chút. Chàng còn không mau tranh thủ cơ hội này. Hạ Thiên nhếch miệng cười, đây mới là cạm bẫy sao? Cái gì? Nữ nhân váy đen sửng sốt, chàng nói cái gì? Hạ Thiên có chút thất vọng lắc đầu, khắp nơi trong phòng đều là khe nứt không gian nhỏ vụn. Nếu ta bước qua, chắc chắn sẽ bị xé tan thành vô số mảnh vỡ. Chàng đang phát thần kinh gì thế? Nữ nhân váy đen chợt cau mày, lạnh lùng nói, đúng là khó hiểu. Ta ghét nhất người khác giả mạo nữ nhân của ta. Hạ Thiên thở dài, hơi tức giận nói, đáng tiếc, luôn có những tên ngu ngốc cho rằng bọn họ có thể lừa được ta. Nói xong, giữa ngón tay Hạ Thiên sáng lên ngân châm, bên trên có một giọt màu nhỏ chảy xuống, đối với đám ngu ngốc các ngươi, bình thường ta sẽ trực tiếp xử lý luôn. Khi ngươi bước ra cửa, đầu bị kẹp lại à? Nữ nhân váy đen không khỏi tức giận, vậy bây giờ ngươi cút ra ngoài cho ta. Giả bộ có giống cũng vô dụng thôi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, đừng lãng phí thời gian nữa. Nói thẳng đi, các ngươi muốn làm gì? Nữ nhân váy đen do dự một chút, sau đó mỉm cười hỏi, ngươi nhìn ra được sơ hở từ lúc nào thế? Ta cảm thấy ngoại hình của ta không hề khác biệt so với Dạ Ngọc Mị, ít nhất là không có điểm sai. Giả thì chính là giả, có giống thì cũng là giả. Hạ Thiên bĩu môi nói, nếu là giả, vậy thì không thể là thật, nhìn một chút là biết. Nếu lời này do người khác nói ra, khó tránh khỏi có chút tỏ vẻ trang bức. Nhưng Hạ Thiên chính là người như vậy, bình thường nói chuyện cũng rất tùy tiện. Cho dù lời hắn nói rất ngông cuồng, thái độ của hắn vẫn cứ bình tĩnh như cũ, giống như đang nói một chuyện gì đó rất đương nhiên. Loại bình tĩnh này cần thực lực cường đại chèo chống. Nếu không, một khi nó bị vạch trần, nó sẽ trở thành một câu chuyện cười. Hạ Thiên có thực lực nói ra những lời nói đó. Ít nhất cho đến trước mắt, hắn vẫn còn sống. Đám địch nhân nhìn còn mạnh hơn hắn cũng đã chết hết rồi. Thôi thôi thôi, đã bị ngươi nhìn thấu, ta cũng không diễn nữa. Nữ nhân váy đen thở dài một tiếng, gương mặt cũng dần dần thay đổi, không còn dấu vết gì của Dạ Ngọc Mị. Dáng dấp chỉ có thể nói là tạm được, không thể dùng hai từ xinh đẹp để hình dung, hơn nữa răng còn là màu đen, lông mày cũng bị cạo. Răng của ngươi thật khó coi. Hạ Thiên bĩu môi nói, đương nhiên, dung mạo của ngươi còn khó coi hơn. Nữ nhân váy đen hơi cau mày, hiển nhiên khá tức giận đối với lời nói của Hạ Thiên, cảm thấy mình bị mạo phạm, nhưng vẫn cố nhịn xuống, đây là tập tục của tộc ta, dùng răng đen làm đẹp. Ngươi không biết thì đừng nên tùy tiện bình phán, nếu không, ngươi sẽ phạm sai lầm đấy. Hạ Thiên một chút cũng không thèm uyển chuyển, ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Đẹp thì chính là đẹp. Khó coi thì chính là khó coi, cứ nhất định phải tìm nhiều lý do như vậy, ngươi không cảm thấy mệt mỏi sao? Nữ nhân váy đen bị lời nói của Hạ Thiên làm cho tức giận hơn. Nàng ta thở dài một hơi, sau đó chuyển sang chủ đề khác, Hạ Thiên, chúng ta đừng vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề luôn đi. Ngươi ngay cả tính danh cũng không dám báo, lại còn mở cái gì môn, cái gì sơn nữa chứ? Hạ Thiên cười nhạo. Cũng đúng, lần đầu gặp mặt. Cái cần làm chính là tự giới thiệu. Bằng không, đúng là không được lịch sự cho lắm. Nữ nhân váy đen khẽ gật đầu, sau đó hơi khom người trước Hạ Thiên, có chút cung kính nói, thiếp thân chính là Đằng Hồ Hoa Tán Lý, thuộc thần tộc Hắc Sĩ Đảo Quốc, nhận mệnh của tộc trưởng đến thương lượng với Hạ Thiên Quân một số chuyện. Cái tên dài quá, ta cứ gọi ngươi là Hắc Sĩ là được rồi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, thương lượng thì miễn đi. Ta cho ngươi một cơ hội tự sát. Còn đám hắc sỉ hay vô sỉ tộc các ngươi, ta tạm thời có thể thả cho bọn họ một ngựa. Nữ nhân váy đen nghe Hạ Thiên nói, không khỏi mỉm cười, Hạ Thiên Quân ngươi đúng là hài hước. Hạ Thiên khó chịu bĩu môi, ai hài hước với ngươi. Còn nữa, đừng có thiên quân gì hết. Gọi ta là Hạ Thiên hoặc Hạ Thần Y. Ta nên gọi ngươi là Hạ Tiên Sinh thì hay hơn. Nữ nhân váy đen mỉm cười, nói tiếp, thiếp thân sẽ giải thích cho ngươi ý vừa rồi. Ban đầu, hắc sỉ nhất tộc chúng ta cũng là một trong những địa tâm thần tộc, nhưng ngàn năm trước đã chuyển lên mặt đất, nhưng vẫn liên hệ với địa tâm thần tộc như cũ. Gần đây ta nhận được một mệnh lệnh, chính là mời Hạ Tiên Sinh đến địa tâm làm khách. Hạ Thiên lại càng thêm xem thường, các ngươi mời người theo cách như vậy sao? À, ngươi nói chuyện tấn công tiểu tiên giới, còn có việc dùng nữ nhân của ngươi uy hiếp ngươi. Gương mặt nữ nhân váy đen hiện lên sự áy náy.
nhưng giọng điệu lại mang theo sự trêu tức, điều này cũng không liên quan đến hắc sĩ nhất tộc chúng ta. Tổ chức nhận mệnh lệnh của thần dụ, thiếp thân thẹn là một trong cửu đại thần sứ của tổ chức, cho nên không thể không nghe lệnh làm việc. Cái gì là thần dụ quỷ ngọc, là tên ngớ ngẩn nào thế? Hạ Thiên có chút không kiên nhẫn, nữ nhân váy đen liền mỉm cười giải thích, khoảng 2-3 vạn năm trước, thế giới địa tâm phát sinh một sự rung chuyển kịch liệt, tạo thành tử thương vô số. Trong đó có một số bộ phận của thần tộc chạy lên mặt đất. Tuy nhiên, linh khí trên mặt đất quá mỏng manh, những thần tộc này dần dần lưu lạc thành người bình thường. Tuy nhiên, ngẫu nhiên cũng có hậu duệ đột nhiên lóe lên cảm hứng, khôi phục được một phần năng lực. Những người này liền kết hợp lại với nhau, sáng lập ra thần dụ. Mục đích chính là tái hiện vinh quang thần tộc, khống chế thế giới mặt đất. Nói nhảm nhiều quá, Hạ Thiên lên tiếng. Đây không phải là điều mà ngươi muốn nghe sao? Nữ nhân váy đen có chút bó tay. Tính tình của Hạ Thiên đúng là hỉ nộ vô thường, hơn nữa trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách, đúng là không thể nói lý. Hạ Thiên lười biếng nói, được rồi, nói nhảm xong rồi, ngươi có thể đi chết. Hạ Tiên sinh, lời này của ngươi là có ý gì? Nữ nhân váy đen sửng sốt, còn chưa bắt đầu nói chuyện chính mà. Ta và các ngươi chẳng có chuyện chính sự gì có thể bàn. Hạ Thiên thuận miệng nói, nhưng ngươi làm nhiều chuyện ở tiểu tiên giới như vậy, còn dám giả mạo muội muội chân dài, ngươi nhất định phải chết. Cho dù nữ nhân váy đen có hàm dưỡng rất cao, cũng có chút không kềm được, lạnh lùng nói, Hạ Thiên, có phải ngươi cảm thấy mình vô địch thiên hạ rồi không? Không cần cảm thấy, mà đây là sự thật. Hạ Thiên khẳng định, hừ, tự cho là đúng. Nữ nhân váy đen cười nhạo, lập tức khoát tay. Chỉ thấy trong phòng đột nhiên xuất hiện một chất dịch như sơn màu đen, vừa sền sệt vừa tanh hôi, nếu ta muốn giết ngươi, đúng là dễ như trở bàn tay. Ngươi có tin hay không, ngươi ngay cả một câu cứu mạng cũng không kêu được. Hạ Thiên cười nói, thật sao, ta không tin, xem ra, không cho ngươi chút nhan sắc là không được. Ngươi hoàn toàn không muốn nói đến chuyện hợp tác, còn ngươi nữ nhân váy đen lạnh lại, lộ ra sát khí lẫm liệt, đã như vậy. Vậy ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt, để biết được địa tâm thần tộc là tồn tại kinh khủng đến. Lời còn chưa nói hết, Hạ Thiên đã xuất hiện trước mặt nàng ta, một cây ngân châm đâm thẳng vào mi tâm của nàng ta. Ta lười nói nhảm với ngươi lắm. Hạ Thiên nhếch miệng, nhẹ nhàng bắn ra, ngân châm giống như không dễ cắm thẳng mà vào. Trong cổ nữ nhân váy đen đột nhiên phát ra tiếng vang kỳ quái, tiếp theo cơ thể mềm nhũn, biến thành một đống hắc thủy. Hòa tan cũng với chất dịch màu đen kia. Hạ Thiên vẫn vân đạm phong khinh, trốn cũng vô dụng thôi. Ngươi đã trúng ngân châm của ta rồi. Chơi châm đúng không, vậy ta sẽ chơi với ngươi. Giọng của nữ nhân váy đen giống như gió, từ bốn phương tám hướng chuyển đến, sau đó tập trung vào tai Hạ Thiên, sơn giả vô ảnh, sậu vũ phùng hoa. Một giây sau, chất dịch màu đen giống như chảo dầu đang sôi. Mỗi một giọt chất dịch đều biến thành một cây châm màu đen, tiếp theo rơi xuống Hạ Thiên như mưa rào. Hạ Thiên biến mất ngay tại chỗ, còn đám sơn đen kia đâm vào trong không khí. Tuy nhiên, rất nhanh chúng lại bay lên, đuổi theo một tàn ảnh giữa không trung. Để ta xem ngươi có thể chạy trốn được bao lâu. Nữ nhân váy đen tức giận nói, nếu không thu phục ngươi, ngươi thật sự cho rằng thần sứ ta chỉ là bài trí. Ngươi vốn là bài trí mà. Giọng nói của Hạ Thiên vẫn ung dung, không hề vội vàng, loại hoa như ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt. Nếu ngươi có tuyệt chiêu gì, ngươi nên dùng sớm một chút. Bằng không, về sau ngươi có muốn dùng cũng không có cơ hội. Sơn dạ vô hình, nhuận trạch vạn vật. Chỉ thấy đống sơn đen kia bỗng nhiên tụ lại thành một thứ chất lỏng, trải rộng căn phòng, bất luận trên dưới chung quanh đều phong bế thật chặt. Để ta xem ngươi còn có thể chạy trốn được đâu nữa. Nữ nhân váy đen hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, ta sẽ không cho ngươi được sống yên ổn. Chỉ cần nhiễm hồn sơn của ta, ngươi sẽ bị cuốn lấy, từ đó biến thành hồn nô của ta. Ngươi nghĩ hơi nhiều rồi đó. Thân hình Hạ Thiên ngưng lại, ngân châm giữa ngón tay đâm vào nơi nào đó trong hư không. A! À, giữa không trung lập tức vang lên một tiếng rít thê lương, sau đó tiếng rít vỡ vụn, biến thành tiếng rên thảm. Ngươi, ngươi lại! Một lát sau, nữ nhân váy đen hét ầm lên, ngươi dám chọc mù mắt của ta, ta sẽ chọc mù mắt tất cả nữ nhân của ngươi, để các ngươi cảm nhận được sự đau đớn của ta, a. À.
mắt còn lại cũng mù luôn. Ta sẽ giết ngươi. Nữ nhân váy đen hoàn toàn nổi bão, sơn đen trong phòng cũng cuồng bạo lên, như rời sông lấp biển, tuôn ra như nước thủy triều. Hạ Thiên di chuyển đúng là cũng cố hết sức, tuy nhiên, hắn không có hứng thú chơi tiếp, chán quá, để ta tiễn ngươi lên đường, không cần cảm ơn. Một châm đâm ra, sơn đen đầy trời tự động cuốn lại, hội tụ cùng một chỗ, từng chút một ngưng thực, cuối cùng biến thành hạt châu màu đen. Ngươi, rốt cuộc ngươi đã làm cái gì? Nữ nhân váy đen xuất hiện, hai hốc mắt trống trơn thỉnh thoảng chảy ra chất lỏng màu đen, vì sao hồn sơn của ta lại không nghe sự sai khiến? Bởi vì bọn chúng chỉ nghe mệnh lệnh của ta thôi. Hạ Thiên cười nói. Không thể nào, nữ nhân váy đen hiển nhiên không thể nào tiếp thu được, đây chính là vật bản mệnh của ta, khóa chặt cùng với hồn phách, khí huyết, cơ thể của ta, không ai có thể cướp được, càng không có khả năng thao túng được. Hạ Thiên nhếch miệng, thần kỳ như vậy sao? Ngươi từ đâu có được sức mạnh đó chứ? Là tộc trưởng trước mặt thần hạch, tự mình cùng ta, nữ nhân váy đen há miệng định bác bỏ Hạ Thiên, nhưng nói được nửa câu thì lập tức ngừng lại, ngươi muốn lôi kéo ta. Ngươi có cái gì tốt mà phải lôi kéo? Hạ Thiên khinh thường nói, bí mật gì đó của tộc các ngươi, ta một chút hứng thú cũng không có. Sức mạnh này cũng chẳng có gì hay, đơn giản chỉ là dùng mảnh vỡ ý chí trái đất, sau đó được cung cấp sức mạnh. Sức mạnh mà ngươi hấp thu chỉ là tương đối, hoàn toàn không có tác dụng gì. Còn thần tộc gì đó của các ngươi, hơn phân nửa là một đám đầu óc có bệnh. Hạ Thiên ngáp một cái, có chút mất hứng, thật ngại quá, ngươi đi chết đi nhé. Nữ nhân váy đen quát ầm lên, ngươi chẳng qua chỉ là tu tiên giả, dựa vào cái gì mà phỉ báng thần tộc chúng ta. Cho dù ngươi giãy giụa như thế nào cũng vô dụng thôi, thần tộc chúng ta bất tử. Thần tộc bất tử. Hạ Thiên bật cười, có chút trào phúng, vậy thì tốt quá. Ta thích nhất là để mấy tên bất tử ngớ ngẩn đi chết. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nữ nhân váy đen ngưng tụ thành hình người, nhưng chỉ có thể yếu ớt ngồi phịch xuống đất, quát hỏi, đắc tội thần dụ chúng ta, ngươi, còn có nữ nhân của ngươi cũng không có kết quả tốt. Hạ Thiên nghe xong, không khỏi lắc đầu, đám ngớ ngẩn các ngươi đúng là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Ngươi đang làm một chuyện ngu xuẩn. Hơn nữa còn là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời. Nữ nhân váy đen vùng vẫy một hồi nhưng vẫn bị ngân châm giữa mi tâm định trụ, không thể đứng dậy được, đành phải quát lớn với Hạ Thiên, đừng nói là địa tâm thần tộc, cho dù là hắc sĩ nhất tộc chúng ta, cũng có thể diệt sát tất cả các ngươi. Hạ Thiên chẳng thèm ngó tới nàng ta, trực tiếp vạch trần, nếu các ngươi có bản lãnh đó, các ngươi đã sớm ra tay rồi, còn cần tiến hành mấy chuyện âm mưu quỷ kế này chi nữa. Ngươi! Nữ nhân váy đen bị lời nói thẳng thắn của Hạ Thiên làm cho nghẹn họng. Đám ngu ngốc các ngươi, đầu óc đúng là có vấn đề thật. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, có chút khó chịu nói, rõ ràng còn có phương pháp tốt hơn, nhưng lại thích dùng cái cách ngu xuẩn nhất. Ngu xuẩn thì thôi đi, thiết lập cạm bẫy lại vừa ngu vừa chẳng thú vị. Ngươi nói đi, các ngươi còn có thể làm được cái gì? Ha ha, ngươi đừng quá tự cho là đúng. Nữ nhân váy đen bỗng nhiên cười khanh khách, ánh mắt tràn ngập ánh sáng quỷ dị, lần này ta đến đây, chẳng qua chỉ là muốn dò xét ngươi. Nếu cạm bẫy thành công, vậy thì bớt đi một chút công sức. Nếu không thành công, cũng có thể thu được một số tin tức từ ngươi. Lần sau gặp mặt, ta tất nhiên sẽ giết được ngươi. Ngươi không có lần sau đâu. Hạ Thiên nhếch miệng, lần này ngươi nhất định phải chết. Nữ nhân váy đen hừ lạnh một tiếng, ta đã nói rồi. Thần tộc sẽ không chết. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nữ nhân váy đen giống như giấy bốc lửa, nhanh chóng biến thành một đống tro tàn. Chơi trò hề này với ta à? Ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi con mắt của ta? Hạ Thiên nhếch miệng, lộ ra vẻ khinh thường, giữ ngón tay sáng lên một cây ngân châm, nhẹ nhàng bắn ra ngoài. Bốp! Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, giống như có thứ gì đó vỡ nát. A! Là một tiếng kêu thảm thiết, một hạt châu màu đen hoa văn quỷ dị từ không trung rớt xuống, lăn trên mặt đất. Cái thứ gì thế? Tô Mộng Lệ vừa lúc đi tới, thuận tay nhặt lên, lắc đầu với Hạ Thiên, hạt châu này ở đâu ra thế? Ngươi nói thử xem, Hạ Thiên thuận miệng nói. Tô Mộng Lệ sửng sốt, không biết lời này của Hạ Thiên là có ý gì. Nàng liền nói chuyện của mình, ta đã giải quyết xong đám lâu la bên ngoài rồi. Nói xong,
Nàng lại quét mắt nhìn khắp gian phòng, cũng không phát hiện bóng dáng của nữ nhân váy đen, nữ nhân kia đâu rồi? Không phải ngươi để nàng ta chạy trốn chứ? Hạ Thiên im lặng. Không phải chứ, nàng ta đã thật sự chạy trốn rồi. Tô Mộng Lệ bất mãn trừng mắt với Hạ Thiên, với bản lãnh của ngươi, không nên như vậy chứ. Hạ Thiên lười biếng nói, ngươi cũng biết là không nên, thì nàng ta làm sao có khả năng trốn được. Thế thì người đâu, Tô Mộng Lệ lại nhìn trong phòng vài vòng, đừng nói bóng người, ngay cả thi thể cũng không có, cho dù ngươi hủy thi diệt tích, cũng phải còn chút cặn bã cho cốt mới đúng chứ. Không phải ngươi thấy dung mạo nàng ta xinh đẹp, liền thả nàng ta đi chứ. Ta thì thảm rồi, thần dụ bên kia rất nhanh sẽ biết được ta chính là nội gián. Đến lúc đó ta bị bọn họ truy sát, ngươi cũng không thể không giúp ta. Đừng nói nhảm nữa, Hạ Thiên khoát tay cắt ngang lời Tô Mộng Lệ, sau đó chỉ vào hạt châu trên tay nàng, nàng ta đấy. Tô Mộng Lệ thu hồi ánh mắt, yên lặng nhìn hạt châu trong lòng bàn tay. Quan sát cả nửa ngày, cuối cùng nàng cũng nhìn ra được một bóng người bên trong, chính là bộ dạng của nữ nhân váy đen. Đây chẳng lẽ là nạp hồn châu? Đầu óc Tô Mộng Lệ chuyển động, lập tức nghĩ đến một việc, ta đã sớm nghe đến thứ này. Nghe nói là một môn phái tu tiên thượng cổ nào đó, bởi vì môn nhân không cách nào ngưng tụ nguyên thần một cách bình thường, cho nên bọn họ không cách nào bước qua được hợp thế kỳ. Vì thế, bọn họ liền sáng tạo ra biện pháp này, có thể ngưng hồn phách và linh khí cùng một chỗ, tạo thành hồn châu, thay thế nguyên thần, sau đó bước qua quan ải hợp thể kỳ. Có lẽ đúng, có lẽ không, dù sao cũng chẳng phải là chuyện liên quan đến ta. Hạ Thiên hờ hững nói, nếu ngươi thích, ngươi cứ lấy. Tô Mộng Lệ mỉm cười nhận lấy, sau đó nói với Hạ Thiên, ta xin cảm ơn. Vừa lúc ta cũng muốn nghiên cứu một chút. Hạ Thiên hỏi, ngươi lấy thứ này thì làm được cái gì? Trước kia, ta là phân thân của cung chủ Thiên Cung, cảnh giới cùng hưởng với nàng ấy. Tô Mộng Lệ phiền muộn nói, bây giờ tách ra, ta không thể trực tiếp sử dụng tu vi của nàng ta được nữa, tốc độ đường truyền có khi linh, có khi không linh. Cho nên, ta nhất định phải thừa dịp này củng cố cảnh giới của ta. Nàng bỗng nhiên nhìn Hạ Thiên, sau đó oán trách một câu, huống hồ ngươi lại không chịu giúp ta một tay. Ta cũng chỉ có thể tự nghĩ cách mà thôi. Hạ Thiên nhếch miệng, giúp ngươi không phải là không được. Nhưng sau khi giúp xong, ân tình giữa chúng ta xem như xóa bỏ. Vậy thì thôi, Tô Mộng Lệ mỉm cười, phần nhân tình này rất trân quý, giữ lại thì hay hơn. Ngươi cứ tự nhiên, Hạ Thiên từ chối cho ý kiến. Tô Mộng Lệ lại nói, trong phòng này có rất nhiều khe nứt không gian, nếu không cẩn thận, nói không chừng sẽ bị phong bạo trong phòng nghiền nát. Nữ nhân kia dẫn ngươi vào đây chính là mục đích này. Không biết, mà cũng không hứng thú muốn biết. Hạ Thiên đánh giá khe nứt chung quanh, đúng là kỳ lạ. Trong này hẳn phải có khe nứt thông đến Tiên Vân Đại Lục mới đúng chứ. Tiên Vân Đại Lục. Tô Mộng Lệ rất nhanh kịp phản ứng, lên tiếng, ý của ngươi là, nhóm người Dạ Ngọc Mị cố ý chuyển thông đạo đến Tiên Vân Đại Lục đến đây. Ngươi nghĩ sai rồi, sự thật không phải như vậy. Hạ Thiên còn chưa lên tiếng, một âm thanh đã chen ngang vào. Tinh thần Tô Mộng Lệ run lên, lập tức cảnh giác, ai? Mau ra đây. Chỉ thấy một nam nhân trung niên mặc áo trắng, khí độ tiêu sái chậm rãi bước đến, Hạ Thiên, ngươi hại lão tử thật thảm. Chẳng lẽ ngươi không nên nói một câu xin lỗi với ta sao? Đó là do ngươi tự tìm. Hạ Thiên nhếch miệng, gương mặt hoàn toàn không có chút áy náy. Người đến chính là Từ Côn Luân. Ông rốt cuộc cũng thoát khỏi trói buộc của Ngân Châm Hạ Thiên. Không biết Hạ Thiên đi đâu, ông dự định về tiểu tiên giới chờ hắn, nghĩ không ra lại chó ngáp phải ruồi. Ngươi đúng là, được rồi. Từ Côn Luân cũng biết Hạ Thiên là tính tình gì. Huống chi, bây giờ ông còn được xem là thuộc hạ của hắn. Thế là, ông đành nhìn đứa con rể tiện nghi này, lúc này, ngươi có thể để cho ta nói chuyện mà ta điều tra ra được không? Tùy ngươi, ngươi muốn nói thì nói thôi. Thái độ của hắn giống như làm gì cũng được. Nhất thời, Từ Côn Luân không biết nên nói cái gì. Hạ Thiên có chút không kiên nhẫn, muốn nói thì nói nhanh lên. Ta cho ngươi 10 phút, ta còn phải đến đảo Cuồng Hoan nữa. Thật ra, trước kia sở dĩ Thiên Ngoại Thiên có nhiều trận pháp như thế chính là để che giấu những khe nứt không gian này. Từ Côn Luân im lặng vài giây. Cuối cùng vẫn quyết định nói về những khe nứt không gian trước mắt trước,
Về phần vì sao nơi này lại có khe nứt không gian, hình như là có liên quan đến một trận đại chiến mấy vạn năm trước. Tuy nhiên, điều tiếc nuối chính là, liên quan đến trận đại chiến này, ta cũng chỉ nghe Huyền Dương Tiên Đế đề cập qua mấy câu. Lúc đó, ta cũng đã đọc qua vô số cổ tạ, nhưng đều không có đáp án chính xác. Hạ Thiên ngáp một cái, có chút mất kiên nhẫn, không có đáp án chính xác thì thôi, cần chi phải truy đến cùng. Dù sao chúng cũng chẳng liên quan gì đến ta. Có liên quan, mà còn liên quan rất lớn. Từ Côn Luân hiển nhiên đã điều tra qua, cho nên câu tiếp theo liền tóm lấy điểm mà Hạ Thiên vừa nói, bên trong khe nứt không gian, đa số đều có liên quan đến Tiên Vân Đại Lục. Hạ Thiên nhướng mày, quả thật có chút hứng thú, người nói tiếp đi. Mấy chục năm trước, Nguyệt Thanh Nhã và Dạ Ngọc Mị đã tiến hành quyết chiến, kết quả dẫn phát thời không loạn lưu, từ đó bị truyền tống đến trái đất. Từ Côn Luân ho nhẹ một tiếng, thoáng trầm ngâm nửa phút, suy tính từ ngữ tiếp theo, khi đó, tiểu tiên giới thật ra cũng đã phát hiện điểm này, nhưng lúc đó tiểu tiên giới có quy tắc không được can thiệp giới thế tục, cho nên chỉ có thể phái một người đến tiếp xúc với bọn họ. Về sau, người đó cũng đã đạt thành một chút ăn ý với bọn họ. Đây là nói sau, không phải trọng điểm lần này mà ta muốn nói. Vậy thì ngươi vào thẳng trọng tâm đi, Hạ Thiên thúc giục. Trọng tâm nằm ở chỗ, vì sao đỉnh núi tuyết lại là điểm truyền tống giữa Tiên Vân Đại Lục và trái đất? Từ Côn Luân càng nói càng thuận miệng, giọng nói cũng trầm bổng du dương. Đáng tiếc, Hạ Thiên đối với mấy kiểu kể chuyện xưa này một chút cũng không ưa, cũng không phản ứng. Ngược lại Tô Mộng Lệ lại hiếu kỳ hỏi, vì sao vậy? Khả năng duy nhất chính là Tiên Vân Đại Lục và trái đất đã sớm có liên hệ. Từ Côn Luân đưa ra một phỏng đoán to gan, hoặc có thể nói như vậy, trước kia Tiên Vân Đại Lục vô cùng có khả năng thường xuyên liên lạc với trái đất, nhưng hai giới phát sinh một trận đại chiến, thông đạo này đã bị người ta bịt lại. Năm đó, Nguyệt Thanh Nhã và Dạ Ngọc Mị trùng hợp phá vỡ chỗ sơ hở, sau đó được truyền tống đến trái đất bên này. Tô Mộng Lệ cau mày, người nói cái gì? Tại sao ta nghe có chút không hiểu lắm? Có cái gì mà không hiểu chứ? Hạ Thiên rất nhanh đã nghĩ thông suốt, bên trái đất không biết có bao nhiêu phúc địa động thiên, có một số khả năng chính là khe nứt không gian, không cẩn thận kết nối đến giới tu tiên khác. Nhưng khe nứt này lại không ổn định, lúc nào cũng có thể bị chôn vùi. Đương nhiên cũng sẽ có cái cực kỳ ổn định, nhưng khe nứt đó sẽ tạo thành hai kết giới. Hoặc trái đất bị thế giới khác chiếm đoạt hoặc trái đất bị thế giới khác đồng hóa một phần. Từ Côn Luân gật đầu, kích động nói, không sai, ý của ta chính là như vậy. Năm đó, Tiên Vân Đại Lục vô cùng có khả năng bị trái đất đồng hóa, cho nên mới dẫn phát một trận đại chiến, cuối cùng bị khe nứt này chặn lại. Không thể nào, Tô Mộng Lệ lắc đầu, linh khí trái đất mỏng manh, làm sao có thể tranh được thế giới tu tiên của Tiên Vân Đại Lục chứ? Ha ha! Hai thế giới tranh đấu khác với người. Đó là một quá trình cực kỳ lâu dài. Từ Côn Luân cười khẽ, dường như đã sớm chờ vấn đề này, có thể làm cho hai thế giới dần dần hướng đến cân bằng chỉ có một khả năng, có một ngoại lực không thể chống đỡ được. Tô Mộng Lệ thở dài, ý của ngươi là chuyện Phù Diêu Tiên Tử đến trái đất. Không phải, Từ Côn Luân lắc đầu, Phù Diêu Tiên Tử đến chỉ muốn ổn định trái đất. Người dụ dỗ chiến đấu. Ngăn cách triệt để hai giới hẳn đã xuất hiện còn sớm hơn so với nàng, rất có thể là thời đại thần thoại. Khi đó, trên trái đất tràn đầy thần tộc, còn chưa rời đến địa tâm. Hạ Thiên nghe xong, không còn cảm thấy hứng thú, đủ rồi, ta lười nghe mấy thứ này nữa. Nếu ngươi muốn kể chuyện xưa, đến Thanh Phong Sơn tìm vợ Y Y. Nàng ấy thích nghe mấy chuyện xưa này lắm. Hai, đây chính là phát hiện trong đại của ta khi đến Tam Thanh Sơn. Từ Côn Luân nói với Hạ Thiên, vị lão đạo trưởng trong Tam Thanh Cung muốn gặp ngươi, bàn với ngươi một số. Hạ Thiên thả người bay đi, ta không rảnh nói chuyện trời đất với lão đầu tử đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 194.